thế, một luồng kiếm quang đâm tới, phật một tiếng đâm vào bụng La An phản ứng không quá mau. La An chộp thân kiếm không cho đối phương rút ra, thuận thế vung tay chặt đầu đối phương. chương 634, thương đau. Mặc dù La An bị thương nặng, gồng một hơi cái dũng thất phu liều mạng làm người xung quanh vây công trong một chốc không làm gì được ông. Người có thể làm thiếp thân thị vệ bên cạnh mông sơn minh về phần vũ dũng thì miễn bàn. Không ngờ có người dũng mãnh không sợ chết như vậy, binh sĩ vây công đều sợ ai không tiếc mạng, tất cả bản năng lùi lại. Phượng Nhược Nghĩa ở trong đám đông mắt lóe tia sáng sắc lạnh, thò tay ra sau chộp trường thương mà thân binh cầm dùm. Trường thương vào tay, Phượng Nhược Nghĩa mặc giáp trụ đụng mở đám đông, một đường sông tới, ở trong đám người như chém cơn sóng, thấy khe là đâm, một thương tàn nhẫn xuyên qua bóng người ngăn phía trước đâm ra. Phập, không né được, không thể né, La An bị thương đâm xuyên ngực đứt hơi đã gồng, người mềm nhún Phượng Nhược Nghĩa đẩy đám người ngăn trước mặt ra, một cánh tay vung thương, một tay hất La An lên cao Tay dơ thương không nhúc nhích Sức lực của gã lớn không giống bình thường Thương pháp và sức cánh tay của Phượng Nhược Nam không thua gì nam nhân Xem như rất lợi hại trên sa trường Nhưng hai ca ca còn lợi hại hơn nàng Từ mặt nào đó thì ba nhi nữ Phượng ra đều kế thừa chút huyết mạch tốt đẹp của Bành Ngọc Lan Thân hình cao lớn, trời sinh có sức mạnh Thích hợp làm võ tướng trên sa trường Keng keng keng, La An bị treo trên thương rời rạc hô đau Không cam lòng chém thân thương Mỗi tiếng chém vang tiếng keng to rõ nhưng La An không có sức, năm ngón không xiết nổi đau, cuối cùng đau rơi xuống đất. La An nghẹo cổ chết không nhắm mắt, con người vẫn trợn to trên cao nhìn xuống Phượng Nhược Nghĩa bên dưới. Máu chảy dọc thân thương tới bàn tay cầm thương của Phượng Nhược Nghĩa, mặt gã lạnh lùng, thờ ơ nhìn thương chiêu tông lộ mặt sau cửa chính đường, có ý thị uy. Sự việc đã đến mức này thì Phượng Nhược Nghĩa không có đường lựa chọn, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thấy La An bị thương dơ lơ lửng, hai mắt thương chiêu tông đỏ ngầu sắp vé lửa, vươn một tay ra chỉ hướng Phượng Nhược Nghĩa, giống to. Phượng Nhược Nghĩa, ta thề giết ngươi, giữa muội phu và đại cứu ca lần này đối mặt hoàn toàn xé rách ra mặt. Đến tình trạng này rồi thương chiêu tông bị chặn tất cả tin tưởng nếu không biết ai muốn giết mình trừ phi y ngu. Thương chiêu tông bị thiên ngọc môn khống chế, thiên ngọc môn muốn giết không cần làm rầm rộ như vậy, tùy tiện một tu sĩ đến đã đủ giải quyết y, cần gì gây lớn chuyện. Là cả nhà nhạc phụ muốn dồn y vào chỗ chết. Thương Chiêu Tông rất hận, hận mình ngày xưa mềm lòng nương tay không thừa dịp Phượng gia thất thế chặt đứt tai họa ngầm. Khi đó dù Thương Chiêu Tông đuổi tận giết tuyệt Phượng gia thì Thiên Ngọc Môn làm gì được. Bành Hữu Tại có khó chịu đến đâu nhưng vì ích lợi của Thiên Ngọc Môn sẽ không tùy tiện đụng Thương Chiêu Tông, trách y mềm lòng uấn nhưỡng hối hận này. Mông Sơn Minh nhìn La An bị dắt trên cây thương không nhúc nhích, ông chống đất ngồi dậy mắt đỏ ngầu. Mông Soái luôn ung um dung bình tĩnh bỗng râu tóc dựng đứng, khóe mắt muốn nứt ra mông sơn minh vươn tay ra sau lạnh lùng nói thương đâu đưa thương đến mông sơn minh không chịu mình già cho rằng còn ở trên xa trường năm xưa là tướng quân dơ thương có thể xông pha chiến đấu ngay mấy năm nay mông sơn minh luôn ở trong tiếng chống trận khi tỉnh mộng cũng là từ cảnh mơ liên tục thắng thiên quân vạn mã chưa từng rời khỏi chiến trận nhưng hiện thực tàn khốc bây giờ không phải mơ sau lưng ông không tập hợp người ngựa không ai đưa thương cho mông sơn minh trong nhà chỉ có mông sơn minh và thương chiêu tông lam nhược đình hai bên chính đường sắp giá binh khí, trên giá đầy vũ khí nhưng thương chiêu tông hay lam nhược đình sẽ không để lão soái bộ dạng như vậy cầm thương bỏ ra ngoài liều mạng. Không người hưởng ứng, mông sơn minh trừng mặt ngoái đầu định gian dậy, tình hình trong nhà đập vào mắt như tạt gáo nước lạnh, ông tỉnh lại từ cơn hoảng hốt. Bi ai vô tận đong đầy trên khuôn mặt già, cảm giác bất lực không nói nên lời. Trinh chiến hơn nửa đời không lẽ ông phải gục ngã dưới kế ti tiện, hạ màn bằng cách này sao? trong lòng mông sơn minh không cam đến đâu cũng biết mấy người bọn họ không thay đổi được gì phượng nhược nghĩa sẽ không kéo dài từ lúc xâm nhập trạch viện đến bây giờ quá trình rất nhanh phượng nhược nghĩa ném thương bùm một tiếng la an treo trên cây thương rớt xuống đất phun máu tung tóe máu bắn tung như hoa nở xác la an nằm yên không nhúc nhích bàn tay đẫm máu hô thương chỉ phượng nhược nghĩa trầm giọng quát giết tiếng dây cung lại vang mưa tên bay bao trùm mông sơn minh ngồi dưới đất trong đường lam nhược đình kinh kêu mông xoái, thương chiêu tông từ sau cánh cửa nhào hướng mông sơn minh. Bóng đen mấy cánh cửa che, mấy thân vệ từ mái hiên hai bên sông tới, bưng mấy thứ như bàn ghế chặn cửa, ngăn cách tên bắn đùng đùng. Bốn thân vệ nhanh chóng lùi vào chính đường, hai bên vươn tay đóng sầm hai cánh cửa. Hai người kéo then cài, dùng thân thể chặn cửa, hai người khác nhanh chóng tìm đồ chặn cửa. Ngoài cửa ngừng tiếng bắn tên, thay thế là nhiều tiếng bước chân rầm rập. Hậu viện, thương thục thanh đứng bên hồ, vẻ mặt buồn rầu chợt nghe tiếng địch tập làm thương thục thanh giật mình nhìn quanh thấy một hàng người ló ra từ đầu tường trèo vào nàng rất ngạc nhiên khi đám người đánh lén đầu tiên nhảy xuống tường hai thân vệ từ bên cạnh sông đến che chở thương thục thanh quận chúa trốn mau thương thục thanh kéo váy ba người nhanh chóng rút ra sau đám người nhảy xuống tường rượt theo lắp tên cải cung bắn dồn dập nghe tiếng cung tên sau lưng một thân vệ chạy tới trước cửa nguyệt quay đầu nhìn giang hai tay che sau lưng thương thục thanh thương thục thanh tránh thoát một kiếp trốn vào cửa nguyệt thân vệ kia thì ngã xuống vũn máu thương thục thanh bi thương hét lên dương đại ca thương thục thanh chạy ra đỉnh kéo thân vệ co giật nằm dưới đất lên phượng nhược tiết đứng trên đầu tường hậu viện bỗng ra tay chụp cung tên người bên cạnh nhanh chóng cài tên vào dây nhanh chóng bắn ra một mũi tên trước khi đờ tên sau kịp chuẩn bị mục tiêu chĩa hướng thương thục thanh chạy ra tên sắc bén vào một tiếng bay đi phải nói tiến pháp của tướng quân xuất thân xa trường này rất ngoan ổn chuẩn lần này phượng gia không chỉ muốn giết mình thương chiêu tông đã làm rồi thì không cần trừ người sống tránh cho để lại tai họa ngầm gì tất cả người bên cạnh thương chiêu tông đều phải chết huống chi thương thục thanh là muội muội ruột của thương chiêu tông để nữ nhân này sống chờ bị báo thù sao một thân vệ hét to quận chúa đi thân vệ kéo tay thương thục thanh về thương thục thanh bị kéo xoay người phập một tiếng tên bắn trúng xương vai sau lưng nàng tiếng đâm tận xương nàng đau đớn nhăn mặt chân lảo đảo May mắn trong bất hạnh là thân vệ ra tay kịp lúc, phản ứng nhanh nên thương thục thanh thoát khỏi một mũi tên chí mạng. Thân vệ kéo tay thương thục thanh liều mạng chạy nhanh, gã cũng thấy mũi tên bắn trúng sau lưng nàng nhưng không có thời gian lo lắng nhiều, không rảnh trị thương cho quận chúa. Phượng Nhược Tiết nhảy xuống tường vung tay, bốn thân binh sau lưng bỏ đội sải bước rượt theo gắt gao. Bốn thân binh xông vào cửa nguyệt thấy bóng người liền dương cung bắn. Thân vệ kéo thương thục thanh khom người né, nương bồn hoa che giấu lao ra đụng mở cánh cửa nhỏ gần đó, đẩy nàng vào. Thân vệ vừa thuận tay đóng cửa cài chốt, kéo đổ cái tủ chặn cửa thì nghe sau lưng xoẹt một tiếng, nhìn lại thấy thục nữ thương thục thanh xé rách váy mình lộ ra quần dài bên trong. Thân vệ chưa phản ứng lại thương thục thanh đã nhảy lên cái bàn, nhảy tới trước quát. Trốn mau, từ đây ra ngoài hội hợp với vương gia. Xoẹt, thương thục thanh nương độ cao cái bàn đạp một cước đụng mở một rào gỗ ngăn gió lùa bên trên, thân cành vàng không chút do dự cứng rắn đẩy ra thân vệ phản ứng lại, quận chúa ngại váy vướng víu không tiện chạy nhanh nhảy cao nên xé bớt dễ hành động. Đùng đùng đùng, phía sau vang tiếng động cửa kịch liệt, may mắn có đồ chặn không dễ phá cửa. Thân vệ lập tức nhảy người lên lao ra ngoài giống như thương thục thanh. Vừa chạm đất đã đến đỉnh viện khác cách một bức tường, nghe nhiều tiếng bước chân chạy nhanh. Chương 635, trí giả lo ngàn bước hụt một bước một. Thương Thục Thanh đứng dưới tường chờ thân vệ qua, đi, hai người bước nhanh hướng cửa sau chính đường trước mắt, vừa lao vào thân vệ liền đóng cửa sau chặn lại nghe tiếng đám người có người ở phòng trước thương thục thanh bị tên cắm sau vai cắn môi biểu tình đau đớn lưng đã ướt mảng lớn máu đỏ thương thục thanh đè chặt bên vai bị thương chạy nhanh đến phòng trước chính đừng vừa lúc thấy mông sơn minh bị đè ngã hùng hổ đẩy thương chiêu tông ra mông sơn minh râu tóc dựng đứng làm thương thục thanh sợ trong ấn tượng của nàng thì mông bá bá luôn trầm ổn chưa từng như bây giờ thương thục thanh bước nhanh lại kêu lên mông bá bá lam nhược đình nhìn qua thấy là Thương Thục Thanh thì lộ vẻ vui mừng. Chuyện xảy ra đột một không kịp lo nhiều, ông còn đang lo quận chúa này bị gì ngoài ý muốn, thấy nàng còn sống thì vơi bớt nỗi lo. Thương Chiêu Tông nghe tiếng quay đầu, thấy muội muội còn sống y không nói gì thêm. Bên ngoài có tiếng đụng cửa rồn rập, Thương Chiêu Tông không rảnh hỏi han muội muội, y chạy nhanh lại giúp thuộc hạ chặn cửa sổ. Mông Sơn Minh liếc Thương Thục Thanh một cái, hai tay chống đất bỏ nhanh. Nhà đầu, giỏi lắm, hai cánh tay xương già vậy mà sức không già có điều đôi chân tàn lê dưới đất hơi vướng víu. Mông Sơn Minh nhanh chóng bỏ tới trước giá binh khí, rút ra một cây trường thương. Mắt thương thục thanh đỏ hoe rơi lệ, một đại danh tướng mà lưu lạc đến bước đường bỏ dưới đất. Thương thục thanh vội chạy tới ngồi xổm xuống dìu Mông Sơn Minh. Mông bá bá, giao cho chúng ta đi, ngài hãy ở một bên nghỉ ngơi. Mông Sơn Minh nhìn tên cắm sau lưng thương thục thanh, thuận thế kéo cánh tay nàng lại gần xem, không bị tổn thương chỗ yếu, ông dơ ngang thân thương đè sau gáy nàng, gồng sức làm nàng phải khom người cúi đầu Ken mông sơn minh rảnh tay kia tiện tay rút một thanh kiếm khỏi giá binh khí kiếm quang rán sát lưng thương thục thanh tên cắm trên vai nàng bị chém đứt sát gốc tên ghim quá sâu bây giờ không có điều kiện trị liệu không thể cứng rắn rút ra đành tạm thời xử lý như vậy mông sơn minh rất có kinh nghiệm ứng đối tình huống này biết làm như thế nào trong tình huống như vậy thương thục thanh đau đớn nhân mặt mông sơn minh ra tay mau nên đau nhanh đi cũng mau chưa cảm nhận đau nhức nhối thì cơn đau đã qua chỉ còn từng đợt đau nhói. Thân thương đẻ cổ thương Thục Thanh rút ra, nàng ngước đầu. Mông Sơn Minh đặt kiếm vào tay nàng, đừng bôi nhỏ uy danh của phụ thân quận chúa, nếu lỡ có gì không thể rơi vào tay kẻ địch chịu nhục. Thương Thục Thanh cầm kiếm trong tay hiểu ý của Mông Sơn Minh. Kiếm này vừa dùng để ngăn địch nhưng vào phút then chốt cầm nó tự tấn, lúc này ông nói ra lời như vậy là biết không ôm hy vọng gì với kết quả. Thương Thục Thanh nói, mông bá bá yên tâm, đạo gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Mông Sơn Minh lạnh lùng liếc nàng, đã lúc này rồi còn nhắc đạo ra làm gì. Nhưng Mông Sơn Minh không dày nàng, giờ không phải lúc nói nhiều. Hai tay Mông Sơn Minh chống đất nhanh chóng bỏ đến cửa sổ xếp đầy đồ, cầm thương canh chừng. Thương thuộc Thanh cầm kiếm chạy tới canh giữ bên kia cửa sổ. Mông Sơn Minh kêu lên, làm động tác võ với nhóm Thương Chiêu Tông. Vương ra, Thương Chiêu Tông chạy ngay tới giá binh khí cầm cây chảm mã đao, lại chạy về canh chừng khung cửa sổ khác. Lam Nhược Đình dắt kiếm bên hông, tay cầm trường thương canh giữ cạnh thương chiêu tông. Năm thân vệ chạy tới giá binh khí bổ sung hàng dài, một người cầm thương canh ở cửa cái xếp đầy đô, bốn người khác canh phía sau. Tiếng vang chạm đùng đùng không dứt, đồ chất đống bị va chạm không ngừng rơi xuống. Ngoài phòng, đao phủ thủ chạy tới hô búa rìu chém vào cửa, thậm chí búa chém vào tường. Với tình hình này thì phòng tuyến trong nhà không ngăn được bao lâu, chỉ chốc lát sẽ bị công phá. Bùm, một bức tường sụp xuống cái lỗ, một tiểu tướng xông vào, Mông Sơn Minh Canh giữ bên cửa sổ mắt lạnh quay đầu, trường thương ném ngang ra sau. Bùm, tiểu tướng bị đập trúng mặt phun máu ngã ra sau đụng vào người phía sau sông lên. Người phía sau khựng lại, Mông Sơn Minh rút thương về rồi đâm ra, mũi nhọn từ xương sườn đâm vào phổi, phát ra tiếng hét thảm thiết. Mặt trời nóng cháy, bên vách vực, nhiều hữu đạo khoanh chân nhắm mắt tĩnh tỏa dưới bóng cây. Một làn váy đáp xuống đỉnh núi, quản phương nghi bước đến gần. Hiểu Nguyệt Các đã trả lời hai tay nghiêu hữu đạo chậm rãi lên xuống thu công từ từ hỏi sao lâu vậy mới gửi tin quản phương nghi đáp bên hiểu nguyệt các vừa nhận được tin của ngươi liền liên lạc với thượng bình thành đã kêu người ở khu vực kia xác nhận nhiều lần nói là việc này hơi rắc rối nghiêu hữu đạo hỏi muốn mặc cả với ta quản phương nghi nói bên kia đưa ra lý do không hoàn toàn là mặc cả hiểu nguyệt các nói thượng bình thành đang tích chữ trọng binh tụ tập nhiều tu sĩ thiên ngọc môn nguyên thượng bình thành hoàn toàn nằm trong sự khống chế của thiên ngọc môn và chú quân có thể nói là thanh tẩy thượng bình thành một lần tu sĩ không liên quan đều bị đuổi ra khỏi thành hiểu nguyệt các nói trong thượng bình thành có người của họ nhưng biết tình huống này không cách nào tránh khỏi người công thành lược đất cẩn thận đề phòng khi thế cục chưa ổn định là chuyện thường bởi vậy không tra kỹ đã rút đi trước bây giờ trong thành không có người của họ khi nhận thỉnh cầu của ngươi thì họ đã phái người đi nhìn phát hiện phòng thủ rất nghiêm ngặt không cách nào vào thành như hữu đạo nói đây là lấy cớ, trong tay họ có nhiều loài chim, hoàn toàn có thể thừa dịp bóng đêm lẻn vào. Quản Phương Nghi nói, nên bên kia trả lời là muốn phái người vào Thượng Bình Thành cũng được, có điều nhiều tu sĩ Thiên Ngọc Môn trong thành, dù từ trên trời cũng dễ bị phát hiện, rất dễ xung đột ngay mặt với Thiên Ngọc Môn. Hiểu Nguyệt Các sẽ gánh vác phiêu lưu lớn, đây không phải giúp chút chuyện nhỏ như ngươi nói. Hiểu Nguyệt Các hỏi là ngươi có thể cho bọn họ ích lợi gì? Nghiêu Hữu Đạo mở mắt đứng dậy, biểu tình trầm trọng, hắn phát hiện mình hiểu biết quy tắc của thế giới này quá ít. Ví dụ hiểu Nguyệt Các nói người công thành lược đất điều tra kỹ thượng bình thành. Mấy chuyện đó chưa đủ làm nét mặt hắn nặng nề. Nghiêu hiểu đạo phái ngô lão nhị dẫn dắt đám người phù phương viên chạy đi Thượng Bình Thành, kết quả không vào thành được. Hắn sai khiến người của ba phái đến Thượng Bình Thành, thật ra cũng không ôm mong chờ lớn gì với họ. Bây giờ hiểu nguyệt các cũng xem ảnh một nói khó vào thành. Đứng ở lập trường tu sĩ, Nghiêu hiểu đạo không ngờ vào một thành quách sẽ khó khăn đến vậy. Ngưu Hữu Đạo chợt nhận ra Thượng Bình Thành là lỗ hổng trong kế hoạch của hắn, lỡ như Phượng Lăng Ba thật sự chó cùng rứt dậu thì sao? Tuy Ngưu Hữu Đạo không cho rằng Phượng Lăng Ba có thể thành công trong sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, nhưng Thượng Bình Thành đã là đoạn yếu nhất không thể kiểm soát trong kế hoạch của hắn, làm hắn giàu lo. Ngưu Hữu Đạo không phải thần tiên biết bấm độn, hắn không ngờ Trung Xu đại quân sẽ rời đến Thượng Bình Thành trú đóng, khiến hắn không kịp làm chuẩn bị trong thành, có một số biến đổi không thể đoán trước. Không phải cái gì cũng nằm trong khống chế, chi tiết có biến đổi là bình thường, miễn kiểm soát hướng đi đại khái là được. Nên ban đầu Ngưu Hữu Đạo không chú trọng sự biến đổi này, giờ dùng nhiều tu sĩ mà không cách nào vào thành, làm lòng hắn nặng nề, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là trí giả lo ngàn bước hụt một bước. Quản Phương nghi hỏi, trả lời Hiểu Nguyệt Các thế nào? Ngưu Hữu Đạo nói, chờ Hiểu Nguyệt Các nhận được tin tức rồi sắp xếp thì Bành Hữu Tại đã trở lại Thượng Bình Thành, bà cảm thấy còn cần trả lời họ sao? Quản Phương nghi nói, người lo lắng hơi dư thừa, Người đã tăng áp lực lớn như vậy cho Thiên Ngọc Môn, sự việc liên quan ích lợi của Nguyên Thiên Ngọc Môn, bọn họ không thể nào để Thương Chiêu Tông bị gì được, họ không gánh nổi hậu quả. Thượng Bình Thành có nhiều đệ tử Thiên Ngọc Môn, dù Phượng Lăng Ba muốn xuống tay cũng không tìm thấy cơ hội, người của Thiên Ngọc Môn không phải trưng chơi. chương 636, Chí Giả Lo Ngàn bước hụt một bước hai. Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi nói, chỉ hy vọng được vậy. Nói thật thì Nghiêu Hữu Đạo không nghĩ ra Phượng Lăng Ba có cơ hội ra tay thế nào, Chẳng qua hắn nhận ra lỗ hổng, lòng lo âu, cảm giác này khiến hắn khó chịu. Hai binh sĩ canh chừng ở đầu hẻm, phía sau có ba binh sĩ nhàn nhã qua lại, xem như đặt chốt trận tạm thời điều tra người tới lui khu này. Viên Cương khiêng khúc gỗ tròn quẹo vào, đi thẳng tới chỗ hai binh sĩ canh gác. Hai binh sĩ dơ ngang thương ngăn cản, ba người đi loanh quanh phía sau cũng chậm rãi lại gần. Một người bộ dạng thủ lĩnh kêu lên, "Làm gì? Nhà ngươi ở bên trong." Thủ lĩnh phất tay ra hiệu, xoát người ngoài ngõ bỗng có tiếng người ho khan. Đây là nhân viên quan sát ở bên ngoài phát ra tín hiệu, tín hiệu có thể hành động, biểu thị tạm thời không có ai đi ngang qua đầu ngõ này, sẽ không bị nhìn thấy. Gỗ thô trên vai viên cương chợt xuống khuỷu tay bỗng đánh tới ngực hai binh sĩ đứng gần, hai người hộp máu bay ra ngoài. Viên cương giơ chân đá gỗ thổ, gỗ tròn bay ra. Bùm bùm mấy tiếng, ba người phía sau chưa kịp cảnh báo đã gục ngã hết. Viên phong ở đầu ngõ nghe tiếng động thò đầu vào nhìn, làm động tác vẫy tay gã quẹo vào trong sau đó lục tục có người quẹo vào viên cương nhặt gỗ tròn lên chạy nhanh một đám người nhanh chóng chạy vào hẻm người chạy phía sau thuận tay kéo mấy binh sĩ ngã dưới đất tới trước cửa nhà bỏ hoang ném vào trong một đám người vừa chạy vừa móc đồ trong bao da lắp ráp thành cửu tử liên hoàn nổ kèm dao găm cột vải ra bên hông cánh tay đùi chạy đến chỗ chỉ định viên cương kẹp khúc gỗ vào khuỷu tay gỗ tròn nổ tam hống đao rơi vào tay y một đám người gọn gàng trèo tường vào, viên cương leo lên cuối cùng. Đám người nhảy vào trạch viện nhà người ta làm chủ hộ ra gà bay chó sủa. Chú Quân bắt tặc, câm mồm hết, một câu làm cả nhà chủ hộ nơm nớp lo sợ ngậm miệng. Chủ nhà thấy nhóm người này đến nhanh đi mau, bên này trèo tường vào đã nhanh chóng trèo qua tường bên kia. Nhóm người không ngừng trèo tường vào nhà hoặc đi từ cửa trước, cửa sau. Mở cửa hoặc trèo tường nếu gặp bên ngoài có binh sĩ tuần thị sẽ bắn nổ chúng chỗ yếu của binh sĩ. Đám người đi qua thuận tay ném xác vào nhà kế tiếp. Một đám người không nhìn các nhà dọc đường đi, một đường thẳng tắp tới địa điểm mục tiêu, không dám dây dưa, chạy nhanh hết sức. Dù bị binh lính tuần tra gần đó phát hiện, Viên Cương vẫn chỉ nói một chữ, đi. Hoàn toàn mặc kệ, cả đám người vẫn tiếp tục chạy đi như điên. Mấy tay binh lính tuần tra lập tức xông vào hộ dân kia kiểm tra đến cùng, kết quả chỉ nhìn theo bóng người leo tường qua, tốc độ leo tường của đối phương quá nhanh phối hợp ăn ý, khiến mấy tay lính vào tới góc tường đành bất lực. Dẫm đạp lên nhau, người này dẫm lên bả vai nằm sấp của người kia xem xét tình huống bên kia bờ tường, nhưng đâu còn thấy bóng người nào nữa. Đám người đành tản ra, lập tức phát động nhanh chóng kinh động tới quân đội chú đóng gần đó. Tường đổ mở thành cái động, bụi bay mịt mù, máu còn đọng trên mặt đất. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ, Mông Sơn Minh ngã ngồi dưới đất một tay cầm thương, không ai có thể công kích, đã có vài chục người ngã lăn dưới thương của ông ta bản thân mông sơn minh cũng ngồi thẳng xuống trên vũng máu đang chảy xuôi thương thục thanh phối hợp cắn răng canh giữ bên cái động kiếm phong mang theo vệt máu nàng tập kích mấy kẻ tránh né bên góc tường chẳng qua động tác ảnh hưởng khiến vết thương ở bả vai đau đớn chỉ có thể cắn răng chống ngược dù biết không chống đỡ được bao lâu nơi này cũng không có ai thúc thủ chịu trói hoàn toàn mang tâm tình có thể giết được một người sẽ lợi hơn một chút cửa phía thương chiêu tông đã bị phá hủy máu tươi bắn tung tóe toàn thân Trảm mã đao trong tay bổ xuống liên tiếp đã giết được hơn 10 người, y vẫn canh giữ ở cửa không cho bất kỳ ai tiến thêm một bước nào. Lam Nhược Đình Thư sinh đứng sau lưng y cũng đã giết người đến đỏ cả mắt, nhìn thấy cơ hội liền đâm đỉnh thương tới, hỗ trợ cho thương chiêu tông. Phượng Nhược Nghĩa đứng trong đình viện nổi giận, mới chỉ vài người đã chặn được công kích nhân mã của gã. Thấy tường động bị phá vỡ có kiếm quang đánh lén tới, Phượng Nhược Nghĩa tung người nhảy lên đạp dụng cái tường động, thương vung lên đập. Tang, một âm thanh vang lên khiến tay cầm kiếm của thương thục thanh run lên kiếm trong tay không vững rơi ra ngoài phượng nhược nghĩa vung thương nhảy lên thương bay tới rõ ràng hướng về cổ của thương thục thanh một bóng thương vung tới chặn thế công của mũi thương đang bay tới cắn thương hơi đẩy bả vai thương thục thanh trực tiếp đẩy thương thục thanh khỏi cửa động ra sau tường lúc này thương thục thanh cũng đã tránh được một kiếp nạn vào đúng thời khắc mấu chốt mông sơn minh ra tay đã cứu nàng một mạng phượng nhược nghĩa ngoài cửa động cầm thương trong tay vung vẩy như phong hỏa luân xoay tròn liên tục tạo cơ hội mà nhảy vào trong động thương suốt như long chỉ với một chiêu chém đơn giản đã khéo léo chế trụ thế thương của phượng nhược nghĩa một thương chém tới cán thương của phượng nhược nghĩa chém vào tay cầm thương của gã phượng nhược nghĩa nhanh chóng quay thương ép xuống thế công của đối phương đối phương bị đạo thương áp chế trong nháy mắt liền thu thương lại dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay đâm thẳng tới ngực gã phượng nhược nghĩa chấn động cả người nhảy lên xoay tròn trên không trung tránh thoát một kích này thương mang lướt qua nhau kéo dài vạch lên giáp của gã phượng nhược nghĩa xoay người rơi xuống đất nhảy trở lại bên ngoài đình viện nhìn giáp vai vẫn còn đang lắc lư áo quần nơi bả vai đã rách nát vệt máu chảy dài cũng không lo ngại nhưng một thương hung ác kia vẫn khiến lòng gã đến giờ vẫn thấy sợ hãi gã biết rõ nếu không nhờ phản ứng kịp thời một thương khi nãy đã lấy mất mạng của gã rồi gã không ngờ lão nhân tàn phế ngã ngồi dưới đất kia còn có thể thi triển thương pháp tinh diệu như vậy không rong dài chút nào, từng thương xuất ra đều lấy mạng người, nếu là thương pháp thực sự chém giết trên xa trường thì quả thực đẹp mắt khó có thể tưởng tượng được. Gã hiện giờ đã có hiểu rõ một chút rồi, khó trách lão gia hỏa này thủ ở bên ngoài khiến cả đám người có công cũng không vào được. Hiện giờ mông sơn minh tuổi đã già, nếu đổi lại là một mông sơn minh cơ thể trắng kiện toàn chỉ sợ gã không hẳn có thể tránh thoát được. Phượng Nhược Nghĩa chuyển ánh mắt sang nhìn cái cửa động, bỗng nhiên vung một ngón tay lên chỉ, bắn chết một đám cung tiến thủ từ phía sau vào tới kéo căng dây cung mưa tên đồng loạt bắn tới bao trùm cửa động. mông sơn minh bên trong vùng thương lên dựng một cỗ thi thể chắn trước người, khiến thi thể kia lập tức bị bắn thành con nhím. sau một cơn mưa tên lại có người xông vào bên trong, mông sơn minh vung một thương đẩy thi thể ra, đường thương lại đâm tới, tới một người giết một người, đến hai giết cả đôi, hai con mắt lạnh lùng dưới mái tóc muối tiêu nghiêm nghị mang theo vẻ thê lương bi tráng. thương thuộc thanh lại nhặt kiếm lên cắn răng phối hợp, oanh! phía hậu đường truyền tới âm thanh đại phá cùng với lượng lớn tiếng bước chân. Tâm mọi người ở tiền đường chấn động, giờ đã biết phía sau đã bị công phá. Rút lui, thương chiêu tông vừa quay đầu lại đã kéo Lam Nhược Đình chạy về hướng mông Sơn Minh, người đằng sau từ cửa sông tới tiến vào lập tức thừa thời cơ đuổi giết, thương chiêu tông liền vung đao chém ngược lại mấy phát. Bốn gã thân vệ ở hậu đường đã bỏ mình, một thân vệ còn ở lại tiền đường cùng tụ lại với đám người thương chiêu tông phần lớn nhân mã nhảy vào liền vây công dồn đám người thương chiêu tông đến góc tường. Thương chiêu tông vùng đao về phía trước, cùng mông sơn minh tạo thành một hướng cùng chống đỡ quần công. Thương thục thanh, làm nhược đình cùng với thân vệ kia ở đằng sau trợ công. Phượng nhược nghĩa quát, lùi về sau, cung tiễn thủ lên. Đám người vây công lập tức lui về phía sau, đám cung tiễn thủ tiến lên phía trước kéo căng dây cung nhắm ngay mấy người phía góc tường. chương 637, đạo gia đến đây. Mông Sơn Minh vùng thương kéo một cái bàn bị phá chắn trước người, thương chiêu tông cũng xoay người lăn một vòng lui về một trường án, dùng trường án chắn trước người. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng giấu người ra phía sau, mặt bàn chắn trước người chỉ chớp mắt đã đầy tên. Thấy cung tiến thủ không hề nề hà, cả đám binh lính chen chúc nhau vọt lên, bên kia chiếc bàn vừa được đẩy ra, Mông Sơn Minh và thương chiêu tông lại một lần nữa phản kháng chém giết. Thương thục thanh khua kiếm trên tay, còn chưa kịp chém thứ ở phía trước đã lập tức quật bàn trà kéo về phía mình, phòng tránh có thể xuất hiện mưa tên tiếp theo. Phượng Nhược Tiết quay đầu nói với thủ hạ, để người bò từ bên ngoài nóc nhà vào, vạch mái ngói bắn chết từ trên xuống. Người bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, dẫn theo người bò lên nóc nhà. Một đám phế vật, tránh ra, thấy đã như vậy vẫn không công phá được, đào diễn phẫn nộ giống một tiếng, vung cán đại đao vào tới sông lên phía trước nhảy lên bổ xuống, mạnh mẽ bổ một đao về hướng mông sơn minh, có ý dùng một chiêu mạnh nhất bắt nạt lão nhân tản phế trước mặt này. Đào tướng quân, quay lại, Phượng Nhược Nghĩa chấn động, hét lên một tiếng, gã đã từng được thử công phu của Mông Sơn Minh, biết bản thân Mông Sơn Minh rất lợi hại, nhưng đã chậm, Đào diễn đã xuất thủ rồi. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Mông Sơn Minh đang ngã ngồi dưới đất lóe lên hàn quang, không sợ hãi chút nào dung thương đánh tới bổ lên cây đao như lò xo so liên tiếp hai cái, chỉ chớp mắt đã đánh gạt cây đao đang bổ tới ra, ánh thương đánh tới, cùng lúc đó một cây thương bỗng nhiên xuất hiện. Đào diễn chớp mắt trừng lớn hai mắt, không kịp trở tay, chỉ đành trơ mắt nhìn một thương xuyên qua cổ họng mình một dòng máu đỏ tươi theo đó chảy ra từ gáy cổ của gã cơ thể đào diễn nhảy lên rồi rơi xuống đất một tay cầm thương của mông sơn minh rút lại tay còn lại lay động đuôi thương cán thương đánh một cái lên sườn mặt đào diễn âm thanh đào diễn ngã xuống đất vang lên sau đó chỉ còn hình ảnh gã run rẩy trong vũng máu mông sơn minh cũng không thèm liếc thêm một cái thương dung lên một cái rồi lại đối chiến với sự vây công của kẻ khác cũng may phượng nhược nghĩa đã chuẩn bị tâm lý còn Phượng Nhược Tiết thì lại nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng có chút sợ hãi tới ngây người. Một hồ tướng như đào diễn lại bị một thương của lão già tàn phế đánh chết sao? Trong tình thế căng thẳng như vậy mà lại hao tổn được một đại tướng của Phượng ra sao? Phượng Nhược Nghĩa cũng đã không còn gì để nói nữa. Tới gần một tòa trạch viện, viên cương bò lên nóc nhà quan sát tình thế bên này, đúng lúc cũng nhìn thấy được quân sĩ bò lên nóc nhà lập tức ý thức được Phượng Lăng Ba có thể vẫn chưa đắc thủ, cũng hiểu được người trong phòng bị binh lính leo lên nóc nhà bao vây có thể phải chiến đấu rất vất vả, cho nên mới quay đầu lại hạ lệnh, phóng hỏa. Còn chưa kịp nói với đối phương hết câu phóng hỏa thì nơi này cũng chẳng khác gì đã được phóng hỏa, hy vọng Thiên Ngọc Môn có thể kịp thời nhìn thấy mà chạy tới. Lão đại, đám người viên phong kinh hô, viên cương giao quyền chỉ huy cho bốn đội trưởng bọn họ, bản thân đơn thương độc mã vọt lên phía trước. Đám người viên phong để lại vài người phóng hỏa đốt phòng ở, sau đó dẫn đội viên khẩn cấp gấp rút tiếp viện thấy có người phóng hỏa trong nhà mình, cả gia đình chủ nhà khóc không ra nước mắt, gặp phải mưa tên cướp hỏa mà còn không thể cầu cứu. Cũng không cần cầu cứu, một đám người không e ngại gì đánh sâu vào bên trong đã kinh động tới quân đội chú đóng, phần lớn nhân mã đang chạy từ con đường tắt uốn lượn tới. Bên trong phủ nha, sao vẫn chưa nhận được tín hiệu đắc thủ? Phượng Lăng Ba đang lo nghĩ đi qua đi lại bên trong, bất chợt nghe thấy quân phòng thủ bị kinh động đang đứng thủ chạy tới đây, lúc này giận dữ mắng mỏ bẩm báo chính là thủ hạ, ai cho vọng động? viên cương nhảy vào con đường tắt bay thẳng tới cửa chính một đám lính thủ vệ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị viên cương vung đao chém một nhát thất linh bát lạc dầm một ánh đao chém phá cửa chính viên cương kéo nửa tấm ván cửa theo bên mình vội vã xông tới hướng nóc nhà trước đó đã nhìn thấy người trèo lên có cung tiễn thủ hắn ta điên cuồng xông tới hướng chính đường tốc độ cực nhanh khiến người khác trở tay không kịp bắn tên ra lệnh một tiếng cả đám chặn lại mưa loạn tên của cung tiễn thủ dùng nửa ván cửa che chắn trước người ván cửa bị mưa tên chọc thủng vang lên những tiếng động lộp bộp. Qua một lượt mưa tên, ván cửa tung lên, viên cương đã tung người nhảy lên phi vào trong đám người, vùng đao giết người huyết nhục mơ hồ, những tiếng kêu gào vang lên thảm thiết. Bên trong chính đường, đám người thương chiêu tông kinh hãi bị đẩy vào góc tường, bên trên có lượng lớn miếng ngói đang rơi xuống tả tơi, có người trên nóc nhà dùng chân nhanh chóng dọn dẹp ngói trên nóc nhà, rõ ràng có thể nhìn thấy một đám cung tiễn thủ ở bên trên dương cung, mục tiêu còn phải nói là ai nữa sao nhưng đúng lúc này cung tiễn thủ trên nóc nhà bỗng nhiên rối loạn cũng đồng thời vang lên những tiếng kêu thảm thiết có người còn đập phá khiến mái ngói rơi xuống nội đường còn có mũi tên kim loại sáng loáng rơi trên người trên tường viện bên ngoài trên dưới có hai hàng người đang nhanh chóng vào tới trên tường viện như đang chạy trên một cây cầu độc mộc cử tử liên hoàn nỏ bắn tên hướng tới cung tiễn thủ đang bò lên nóc nhà khoảng cách từ xa bắn chết luôn tinh chuẩn lực chú ý của đám lính quần công viên cương sung phong liều chết lúc này mới chuyển sang động tĩnh trên tường viện có người hô to cung tiến thủ trên dưới tường viện. Cung tiến thủ duy trì thế cân bằng trên nóc nhà, người trên dưới nhanh chóng nhảy xuống, tất cả dùng đình lầu hoặc bồn hoa, tường viện tránh né, bảo hộ lẫn nhau. Đạo ra đến, là đạo ra đến, bên trong chính đường bị tàn phá bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô vui mừng kinh ngạc của thương thục thanh. Nàng nhận ra loại tên kim loại rơi xuống người, mũi tên này nàng đã từng thấy, biết là tên đặc chế mà đám người viên cương sử dụng kia. Huống chi lúc này quân chú đóng không thể giết người một nhà, ngoại trừ đạo gia thì còn có thể là ai đây cộng thêm bên ngoài phòng truyền tới tiếng kêu la chém giết thảm thiết tinh thần đám người thương chiêu tông lại được vực dậy thương thục thanh mừng rỡ đến rơi nước mắt loại tư vị vốn đã bị dồn đến đường cùng bỗng nhiên được cứu viện người ngoài khó có thể lĩnh hội nàng biết nghiêu hữu đạo sẽ không từ bỏ bọn họ nàng vẫn luôn tin như vậy phượng nhược nghĩa kinh hãi nghiêu hữu đạo đến rồi nghiêu hữu đạo sao có thể vào thành được đến lúc này phượng gia đã không còn đường thua nữa phượng nhược nghĩa giống giận tất cả lên hết cho ta, kẻ nào lui về phía sau giết không tha. Phượng Nhược Tiết cũng giống giận, lên cho ta. Hai huynh đệ bất chấp giá nào cũng phải bắt được thủ hạ chất thây thành đống đi lên. Không gian trong phòng có hạn, một toán binh lính bị ép buộc bất đắc dĩ cầm vũ khí kinh đảm tuôn lên phía trước, dù đằng trước không ngừng có người ngã xuống, nhưng vẫn phải dẫm đạp thi thể sông lên. Đám binh lính tầng dưới chót đã không còn phân biệt được rõ ràng thế cục gì, không hề hiểu rõ một chút gì, họ chỉ biết nếu không phục tùng mệnh lệnh chỉ có cái chết thảm hơn, bắt đầu gào thét dậm đất sông về phía trước. Đám người thương chiêu tông lập tức khẩn trương hẳn lên, huy vũ đao thương liều mạng chống đỡ, không ngừng bị ép dồn vào góc tường, không có đường mở lui nào. ầm um, vài bóng người bay từ bên ngoài phòng vào đụng ngã một đám người khác. Trong một loạt những tiếng kêu gào thảm thiết, viên cương vùng đao vọt vào, toàn thân đầy máu, đều do sông giết đám người từ bên ngoài vào, bản thân hắn cũng không biết chính mình đã sông lên giết bao nhiêu người, tóm lại gặp người liền giết, chỉ cần là những kẻ cản đường đều phải tan mệnh dưới đao của hắn. Sau lưng cắm hơn 10 mũi tên, phía trước cũng bị trúng tên nhưng đã rơi xuống, trên người không thiếu vết thương do đao chém hoặc đâm rách thành lỗ. chương 638, không còn đường lui, một. Ngạnh khí công của hắn trước mắt chỉ có thể giúp khiêng vật nện vật, ngay từ đầu khi thấy có nhiều cung tiến thủ hắn cũng đã suy nghĩ qua cho nên mới giật ván cửa để chống đỡ. Sau khi chúng tên mới phát hiện thân thể tuy không gánh được công kích của vũ khí lợi hại, nhưng sức công phá của lợi khí bên ngoài thân hắn đã tan đi mất không ít lực đạo, cơ thể dưới lớp da hoàn toàn có thể kìm hãm mưa tên tiếp tục xâm nhập, cho nên mới buông tay buông chân xông vào giết. Chúng tên cũng là chuyện không thể tránh khỏi, một người phải đối mặt với nhiều người như vậy, còn có nhiều cung tiến thủ như vậy nên cũng không có cách nào ngăn cản chu toàn được. Hùng hổ xông vào trong nhà như sát thần vung đao lại chém thêm mấy người, thấy đám thương chiêu tông trong tình thế nguy cấp đã bị ép tới góc tường, viên cương nào dám lười biếng, lập tức vung đao múa giết tới mở ra một đường máu kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết sức lực của hắn lớn vô cùng căn bản không ai có thể ngăn cản đau thương của bên công kích một khi đụng tới đao của hắn cũng lập tức bị đập bay tuy thân người hắn máu chảy rán chặt nhưng tạng người như vậy đứng trong đám người rất dễ phân biệt ánh mắt đám người thương chiêu tông quét qua liền mừng rỡ là viên cương như hữu đạo quả nhiên đã tới đương nhiên sĩ khí những người liều chết bên này cũng đại chấn bỗng nhiên có kẻ tới giải vây xông vào giết người như vậy huynh đệ phượng thị sao có thể để viên cương thành công giải vây được sự việc đã làm tới bước này phượng ra đã không còn đường lui không thể thất bại được phượng nhược tiết bỗng nhiên nhảy lên chân đập một cây cột trụ lăng không nhào tới lướt qua đám người dung thương hung hăng đâm đầu thương về phía viên cương gã đánh sâu bên trong trên đường bị viên cương phẫn nộ vung tay một phát bắt được đầu thương đang đâm tới thuận tay nắm chặt cán thương kéo xuống lại mãnh liệt đâm một cái ầm um đỉnh thương đụng trúng bụng khiến hai mắt phượng nhược tiết chừng lớn như gặp phải chùy nặng ngàn cân thân người nhô lên rồi điên cuồng phun ra một ngụm máu gã không ngờ sức lực của viên cương lại khủng bố đến mức này nếu không mặc chiến giáp chống đỡ thì gã chắc đã bị đầu thương chọc chết rồi buông cắn thương cả người đụng bay lên nóc nhà đụng tới xà nhà liền ngã xuống đập lên mấy người phía dưới lão nhị phượng nhược nghĩa thét lên một tiếng đầy kinh hãi cũng tung người dậy một cước đạp binh sĩ phía dưới vác thương chạy tới. Viên Cương vung mạnh thương trong tay một vòng, trong loạt tiếng bang bang vang lên đã quét bay đám lính vây công. Người bị quét chúng không thổ huyết cũng gãy xương. Bước qua tới bên cạnh Phượng Nhược Tiết đang lảo đảo thổ huyết bò dậy, ánh đao trong tay Viên Cương liền chọc tới. A! À, Phượng Nhược Tiết đang định chạy trốn kêu lên một tiếng thảm, nằm lại trên mặt đất, thân người mặc giáp đã đứt thành hai đoạn, một đao phá giáp. Chết đi! Phượng Nhược nghĩa trợn tròn hai mắt giống giận nói. Cán thương trong tay Viên Cương vung lên đánh về phía sau. Bốp! hai thương chạm nhau, Phượng Nhược Nghĩa đâm thương tới rời tay bay đi, gang bàn tay phải chịu kinh lực to lớn mà bị xé rách, máu trong khe nứt chảy ra, thân người cũng bị thân thương đẩy ngược lại một chút, chấn động lui vào trong đám người. Viên cương tạm thời không có tâm để ý tới, nóng lòng muốn giải cứu cho đám người thương chiêu tông. Không gian trong phòng có hạn, người tụ lại lại quá nhiều, không cách nào dễ dàng sử dụng cung tiến, khiến viên cương không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì, một tay bổ đao, một tay vung mạnh thương cuồng quét, đến mức chạm tới ai kẻ đó liền kêu thảm thiết, nhanh chóng dọn sạch sự vây công mà đám người thương chiêu tông phải đối mặt. Mấu chốt là đối với đám quân sĩ mà nói, viên cương này quá kinh khủng, chỉ hơi đụng chút thôi đã không chết cũng tàn phế, trên người cắm nhiều tên như vậy còn có thể như người bình thường không vấn đề gì, đến phượng nhược tiết cũng bị giết. Binh lính vây công đều sợ hãi, đều hoảng hốt lui ra. Trong phòng đều là thi thể, máu động trên mặt đất, viên cương đạp trên thi thể rốt cuộc cũng chạm mặt với đám người thương chiêu tông rồi cả đám thương chiêu tông đều thở hồng hộc thương thục thanh vội hỏi đạo ra đâu viên cương không trả lời thấy bọn họ không sao liền quay người tiếp tục vung đao chém giết trong phòng không ai dám đối chiến với hắn tên bắn không ngã thương đâm không ngã đao chém không chết như vậy cũng hết cách đánh rồi còn đáng sợ hơn cả so với tu sĩ xét ở mức độ nào đó thì cũng như thế thật tu sĩ bình thường tuy có pháp lực nhưng chắc chắn không có thân thể hung hãn mạnh mẽ như vậy tu sĩ chỉ khó có thể thương tổn được thôi nếu thật sự bị thương như viên cương đổi lại là tu sĩ bình thường cũng ăn không tiêu chỉ sợ đã sớm bị loạn đao chém thành thịt vụn rồi cộng thêm sức lực của viên cương vô cùng lớn dường như còn chưa dùng hết sức mạnh vậy thấy hắn lại giết tới đám quân sĩ đều hoảng hốt chạy ra khỏi phòng nông trường quảng diệt cũng kéo phượng nhược nghĩa đang giết gào chạy trốn tạm lánh mũi nhọn viên cương trước kia cũng không biết bản thân có thể đánh tới như vậy đây vẫn là lần đầu đánh giáp lá cả với nhiều người như vậy trong phòng chống rỗng tạm thời an toàn, mục đích của viên cương cũng đã đạt được, cũng không tiếp tục đuổi giết, quay trở lại góc phòng, đứng trên đống thi thể hỏi, vương ra, mọi người không sao chứ? Bọn họ tạm thời không có việc gì, ngược lại nhìn viên cương cảm thấy hắn có việc, trên người nhiều vết thương như vậy, sau lưng còn bị nhiều mũi tên ghim như vậy, khiến người nhìn phải hết hồn. Thương chiêu tông hỏi ngược lại, viên ra, người không sao chứ? Không sao, viên cương đáp lại, lúc này mới nắm lấy tên sau lưng rút một cây ra mông sơn minh ngồi trong vũng máu trụ chút hơi tàn vuốt cằm nói viên huynh đệ thật là cái thế chi dũng lấy được thủ cấp thượng tướng trong trăm vạn quân trí dũng không ai sánh được sau một khoảng thời gian chiến đấu bộ xương già này của ông ta thật sự thấy quá mệt mỏi rồi phải đánh giết liên tục quả thật ăn không tiêu mà thương thục thanh lại hỏi đạo gia tới rồi sao viên cương không nói thêm gì khác hắn từ đầu tới cuối cũng giữ gìn uy tín cho nghiêu hữu đạo đạo gia còn cần chu toàn với thiên ngọc môn tạm thời không tiện lộ diện lệnh cho chúng ta tới cứu viện trước Bên ngoài phòng, đám người viên phòng đang lâm vào tình thế nguy hiểm, đội ngũ quân địch thực sự quá nhiều, mưa tên loạn xạ, có người không kịp né tránh đã ngã xuống hơn 10 người, bọn họ chỉ có thể mượn chướng ngại vật thay phiên yểm hộ, không ngừng bắn trả lại, nhưng dù sao tên bọn họ mang tới cũng có hạn, không duy trì được bao lâu. Như Lâm dẫn đoàn người chạy trốn lên trên gác xép, tên đã dùng hết, đã đánh tới binh khí dài, chú đóng ở cửa trên lầu, phải đối mặt với hàng loạt người xông lên giết không hết, có thể nói khổ không thể tả. May mắn viên cương không bỏ mặc bọn họ, sau khi giao phó với đám người thương chiêu tông lại xông ra khỏi phòng giết mấy lần làn địch ninh đón, dẫn toàn bộ các huynh đệ vào chính đường. Sau một vòng chém giết, 90 người tới chỉ còn lại hơn 60 người, hơn 30 người đã chết trận, như sơn sau lưng bị hai mũi tên đâm chúng được người ta cóng về. Không phải bọn họ vô năng, mà là tác dụng của bọn họ vốn cũng không phải dùng để liều mạng chính diện với đại quân, nhất là phải liều mạng trong vòng vây, nếu không phải trong tình thế cấp bách bất lực. Viên Cương cũng sẽ không để các huynh đệ phải mạo hiểm như vậy. Những người này vừa rút vào trong chính đường lập tức vận chuyển thi thể trong chính đường lấp lỗ hồng, lấy cung tên còn cắm trên thi thể bắn tới kẻ địch, cộng thêm có một người vũ dũng như Viên Cương cố thủ, chỉ chớp mắt đã đảo ngược lại tình thế khiến kẻ địch không cách nào tới gần được nữa. Mông Sơn Minh ngồi trong góc tường nói, còn tiếp tục bị vây công như vậy nữa cũng không phải cách, một khi đối phương sử dụng tới trọng nỏ, chúng ta căn bản không ngăn cản được, phải nghĩ cách rời khỏi đây, Liệu đạo gia có an bài gì không? Chương 639, không còn đường lui 2. Viên Cương quay đầu liếc nhìn hàng khói lửa bốc lên bên ngoài cửa sổ, đội ngũ quân địch quá nhiều, chắc hẳn cũng đã kinh động, trọng binh tiếp tục phây khốn thì chúng ta càng khó có thể giết đi ra ngoài. Hy vọng Thiên Ngọc Môn nhìn thấy khói lửa có thể mau chóng chạy tới áp chế cục diện loạn này. Lam Nhược Đình một thân mồ hôi hỏi, Thiên Ngọc Môn còn ở trong thành. Đám người Viên Cương không biết rõ tình hình liền hỏi, có lẽ không phải Thiên Ngọc Môn muốn giết mọi người. Không biết Phượng Lăng Ba dùng biện pháp gì hình như đều hướng người của Thiên Ngọc Môn lên cố thủ tường thành hết rồi. Lam Nhược Đình lại hỏi, người của Thiên Ngọc Môn sẽ tới chứ? Viên Cương Sách lại đao lên, có một số việc nhất thời không nói rõ ràng được, hiện giờ cũng không phải thời điểm nói kỹ được, tóm lại đạo gia đã gây áp lực cực lớn cho Thiên Ngọc Môn, Thiên Ngọc Môn không dám không đến. Lam Nhược Đình tiếp tục hỏi, nếu người của Thiên Ngọc Môn không đến thì sao? Vậy ta nhiều nhất chỉ có thể mang một người giết đi ra ngoài có thể ra khỏi thành được hay không cũng không nhất định. Ánh mắt Phiên Cương đảo qua mọi người, liếc tới người Thương Chiêu Tông. Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật. Mặc dù hắn có thể đánh, nhưng trước sự vây công của một đại quân, hắn hết cách chu toàn cho quá nhiều người, cũng không thể thu nhỏ họ lại thả vào trong túi áo, hơn nữa bên cạnh là một người lớn còn sống sờ sờ, có thể bảo vệ một người đào thoát đã xem như hết sức rồi. Ngay tức khắc mọi người liền hiểu ra, nếu vị này thật sự muốn dẫn một người giết sông ra ngoài cũng chỉ có thể là thương chiêu tông mà thôi. Bên trong phủ nha Phượng Lăng Ba nhanh chóng chạy tới đỉnh Việt, chạy thẳng lên lầu cát, nhìn về phía đoàn khói lửa đang dâng lên ở khu nhà cửa gần đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đến lúc này còn chưa đợi được tin tức, ngược lại đã nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải muốn kinh động tới thiên ngọc môn sao. Sắc mặt Phượng Lăng Ba dần vặn vẹo, quay đầu quát với thủ hạ, truyền quân lệnh của ta, đội ngũ phụ cận lập tức tiến tới gấp rút chi viện cho hai công tử tiêu diệt kẻ trộm. Bảo với hai vị công tử, không tiếc bất cứ giá nào phải bắt được tặc tử, phải nhanh. Thần sắc kia giống như kẻ đã phát bệnh điên rồi. Vâng, quan truyền lệnh lĩnh mệnh phi nước đại chạy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ bị Bành Ngọc Lan lấy cớ đi dò xét ở bên trong bất chợt có người chỉ hướng lên bầu trời. Ngay lập tức có mấy người từ đầu đường bay lên nóc nhà, kể cả Bành Ngọc Lan ở bên trong cũng đã bay lên nóc nhà nhìn ra xa. Ngay khi tầm mắt nhìn rõ phương hướng kia, sắc mặt bành ngọc lan lập tức lạnh hẳn, không biết bên kia đã dở trò quỷ gì mà lại để lửa bốc lên, chỉ sợ thiên ngọc môn không biết chuyện gì xảy ra sao. Nàng ta cũng không biết hiện giờ đã đắc thủ hay chưa. Sư tỷ hình như đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xem thử chút chứ. Một đệ tử của Thiên Ngọc Môn vừa lên tiếng, Bành Ngọc Lan đã lật tay giơ lệnh bài, lạnh lùng nói tất cả mọi người đứng tại chỗ chờ lệnh, ai làm trái lệnh dùng môn quy nghiêm trị. Lời vừa quăng ra, bản thân nàng ta ngược lại cấp tốc bay vút đi, không tiếp tục áp chế đám đồng môn này nữa, nàng ta phải đi tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Nếu còn chưa đắc thủ, vậy cha nương nhà gái kia của nàng ta cũng chỉ có thể từ tay giết chết con rể mình trước mặt bản dân thiên hạ, bất chấp thanh danh bị bêu xấu, đã đến nước này cũng đã không còn đường lui nữa rồi. Nàng ta hiểu rất rõ tự tiện lừa gạt điều động đệ tử của Thiên Ngọc Môn một khi Thiên Ngọc Môn có lựa chọn khác, Bành Hữu Tại cũng không bảo vệ được bọn họ, mà bản thân Bành Hữu Tại cũng không cách nào ăn nói được với Thiên Ngọc Môn. Bành Ngọc Lan vừa đi khỏi, Thọ Niên vẫn đứng tại chỗ trên nóc nhà dần mở trừng lớn hai mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó, nét mặt dần trở nên ngưng trọng. Đầu tường cổng thành Tây, Bạch sao quay lưng về phía trong thành, đối mặt với thiên địa minh mông bên ngoài cùng với một đám đồng môn tĩnh thủ gì đó. Cổng thành Tây cũng đã đóng, bên này tuy có cảnh giác, nhưng cũng không thấy bên ngoài thành có bất cứ dị thường nào. Trong lòng Bạch Giao hơi có phần nghi kỵ trước hành vi của Bành Ngọc Lan, nhưng ngẫm lại lệnh bài trong tay đối phương, lại cảm thấy phong trưởng lão sẽ không đến mức cho đi lung tung, huống chi bên kia còn có nhân thủ canh giữ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhìn bên kia kìa, hình như là nơi chúng ta đóng giữ. Bên cạnh truyền tới âm thanh kinh ngạc hô lên của đồng môn, Bạch Giao chậm rãi quay đầu lại nhìn, không nhìn không sao cả, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, hàng lông mày trên gương mặt vốn không cảm xúc bỗng nhiên nhảy kịch liệt, chút nghi kỵ còn trong lòng như nổ tung. mấy người các ngươi đi theo ta, những người còn lại tiếp tục ở lại chấn thủ. bạch sao vung tay lên hạ lệnh. một đồng môn tốt bụng nhắc nhở, sư huynh, lệnh bài trưởng lão lệnh chúng ta chấn thủ ở chỗ này, tự ý rời đi sẽ bị hiểm nghi là tự tiện rời bỏ vị trí làm việc. xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. đi. bạch sao quát một tiếng, dẫn đầu bay từ trên đầu thành xuống, tiếp theo đó cũng có mấy người bay theo. trên tường cổng thành bắc. Phong ân thái nhíu mày nhìn hướng khói lửa bốc lên trong thành. Trong lòng thầm suy đoán, yên lặng dương mắt nhìn một hồi, cuối cùng vẫn không yên lòng phân phó những người khác ở lại chấn thủ. Một khi có bất cứ dị thường nào lập tức để người cảnh báo, còn ông ta dẫn theo vài người nhanh chóng chạy tới xem xét. Đầu tường cổng thành nam, ba người phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu đã lên đầu tường, Trần Đình Tú lệnh bắt ba người một mình đi lên gặp ông, hỏi bọn họ có ý nghĩ như thế nào, cũng không miễn cưỡng. Trường lão, hình như hướng bạch giao chấn thủ trong thành cháy rồi. Một đệ tử tới bẩm báo một tiếng, Trần Đình Tú lập tức quảng ba vị trưởng môn ở lại, xoay người đi tới tường lỗ châu mai trông về phía xa trong thành, nhìn vị trí xác thực ở hướng bạch giao chấn thủ. Chẳng qua ông ta cũng không lưu tâm, khu vực đó có lượng lớn quân đang đóng giữ, có bạch giao dẫn người chấn thủ, còn có phong ân thái xuất lĩnh một đám đệ tử thiên ngọc môn, hẳn sẽ không có chuyện gì. Ông ta chỉ quay đầu lại phân phó một tiếng, hai người qua đó xem đã xảy ra chuyện gì. Bành Ngọc Lan một đường bay vút trên nóc nhà, khi tiếp cận tới mục tiêu liền phát hiện đầu đường cuối ngõ có một lượng lớn đội ngũ đang tập kết về hướng mục tiêu, khiến lòng nàng ta càng thêm trầm trọng, nhìn tình huống này chẳng lẽ thật sự vẫn chưa đắc thủ. Thân người nàng ta bay thấp tới trong một tòa lầu các trong đình viện đội ngũ nhân mã tụ tập, thấy trưởng tử Phượng Nhược Nghĩa đang chỉ huy đội ngũ hoặc vung rìu chặt cột trụ bên ngoài chính đường, hoặc ném dây thường kéo lay phòng với ý muốn đánh đổ chính đường, hoặc dùng vật nặng và lợi khí đập đổ tường. Tóm lại mục đích rất rõ ràng, Bành Ngọc Lan chỉ liếc nhìn đã hiểu ra mục tiêu trước mắt chính là phải phá hủy chính đường. Trong chính đường thỉnh thoảng có tên bắn ra ngoài, dưới mái hiên chẳng những con núi thi thể, còn có máu tươi tụ lại chảy xuôi, trong không khí ngập tràn mùi máu tanh. Bốn phía chính đường đã điều động một vòng vây cung tiến trọng nỏ nhắm chờ lệnh, chỉ đợi đến khi chính đường sụp đổ liền phát động công kích chí mạng. Xa xa trong ngõ nhỏ thậm chí còn có máy ném đá đang được đẩy tới, nhưng dù có làm cách nào thì đường ngõ chật hẹp, mọi người nhanh chóng vận chuyển tới cũng không quá thuận tiện. Bành Ngọc Lan phi thân xuống dưới, trực tiếp rơi xuống bên cạnh nhi tử, liếc nhìn giáp vai nhi tử bị phá rách còn có vết thương chảy máu, trầm giọng nói, Nghĩa nhi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mẫu thân, Phượng Nhược Nghĩa có chút kích động, nương, nhị đệ. Nhị đệ hắn, lúng túng không biết nên mở miệng nói thế nào. Bành Ngọc Lan dường như nhận ra được không ổn, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, không thấy tiểu nhi tử, lúc này liền tức giận nói, lão nhị đâu? Chương 640, các ngươi tránh ra. Phượng Nhược Nghĩa cúi đầu cuối cùng vẫn là nông trưởng quảng đứng một bên tiếc núi thay mặt nói, phu nhân xin nén bi thương, thủ hạ bên người như hữu đạo là viên cương xuất lĩnh tiểu đội nhân mã tập kích, nhị tướng quân khinh xuất bất hạnh bị sát hại trong tay tiểu tạc viên cương kia. Tiết nhi chết rồi, bành ngọc lan như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, có chút mụ mị. Nông trưởng quảng vội hỏi, phu nhân, hiện giờ cũng không phải thời điểm nhi nữ tình trường, thương chiêu tông vẫn còn ngoan cố chống lại trong kia. Chúng ta không thể kéo dài thêm thời gian nữa, phu nhân tới rất đúng lúc, đây chính là thời điểm báo thù rửa hận cho tướng quân đó, phu nhân. Gã đã gần như lớn tiếng quát, gã biết thực lực của Bành Ngọc Lan cũng không kém tu sĩ, tới đúng lúc thúc giục nàng ta ra tay. Bành Ngọc Lan bỗng nhiên tràng tỉnh, mang theo vẻ mặt mất nhi tử đau xót rút kiếm trong tay, thân người nhảy lên lướt về phía lầu các, tránh tên xả kích chính diện, chân đạp lầu các xoay người nhào tới, dáng từ trên trời xuống lăng không sông tới nóc nhà chính đường. Thấy vậy, nông trưởng Quảng Hưng phấn nắm hai tay, hai mắt sáng lên, những suy nghĩ tâm trạng lo lắng trước đó đã bị quét sạch. Trong chính đường, đám người thương chiêu tông nhìn từ cánh cửa chính bị phá hại nhìn tình huống bên ngoài, thấy được Bành Ngọc Lan đã tới. Không tốt, Bành Ngọc Lan e là muốn chó cùng rứt dậu rồi, nữ nhân này từ tu vi đến thực lực nghe nói không kém bạch giao đâu. Lam nhược đình quát lên không ổn, trong giọng điệu cũng không có tôn kính với trượng mẫu nương thương chiêu tông, lúc này ai còn lo lắng đến điều đó nữa. Mới nói dứt lời đã thấy Bành Ngọc Lan phóng lên trời, thông qua mái ngói vỡ nóc nhà có thể thấy được quỹ đạo đi tới của Bành Ngọc Lan. Các ngươi tránh ra, viên cương từ từ lay động thân đao đề phòng, múa đao trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phương hướng Bành Ngọc Lan bay tới, gương mặt nghiêm túc, một cỗ khí thế khác lại nổi lên. Ta tiến lùi cùng với viên gia, thương chiêu tông cũng nhấc chảm mã đao lên, phất tay ra giấu đám người lam nhược đình lui ra, trong mắt ngập tràn sự căm tức. Phượng gia bạc tình bạc nghĩa như vậy, y hận không thể nhìn nát xương người trên dưới phượng gia thành cho, Lúc này đã chính thức hận phượng ra đến thấu lạnh tim gan. Đừng nói là y, đổi lại bất kỳ kẻ nào trải qua lần sinh tử này, hai bên cũng đâu còn có bất kỳ tình thân nào để nói. Từ xưa đến nay phần lớn cuộc đấu tranh giành quyền thế đều như vậy, ở đây cũng không phải ngoại lệ, rốt cuộc cốt nhục tương tàn cũng không phải số ít. Ai ngờ y vừa nói ra, Viên Cương đã vung tay đẩy, chân thương chiêu tông liền bước lùi lại mấy bước, đứng không vững phải lảo đảo ngã sang một bên. Bảo vệ vương gia Viên cương vừa lên tiếng vừa ngẩng đầu nhìn nóc nhà, viên phong lập tức phát tay để hơn 10 huynh đệ vào tới. Bành ngọc lan lăng không bay xuống dưới đánh một trưởng tới, ầm ầm, trưởng lực đánh sụp nóc nhà. Trong phòng lập tức xuất hiện gạch ngói vụn loạn tạc bắn tung tóe, xà ngang sụp đổ, bụi mù tán loạn tầm mắt khiến người trong phòng rối thành một nùi. Duy chỉ có viên cương vẫn đứng sừng sững bất động tại chỗ, một tay di chuyển đánh một trưởng chế trụ một trụ xà nhà rơi xuống, phiến đá dưới chân trên mặt đất trong nháy mắt dạn nứt viên cương thu lại cánh tay động thân bay lên, xà nhà vang lên một tiếng lại bắn tới hướng không người rơi xuống. Tiếng gió rít vọng tới, bành ngọc lan lăng không, một đạo kiếm khí chém tới ầm một tiếng trực tiếp chặt đứt xà nhà kia thành hai đoạn. Viên cương nhân cơ hội bật người lên bay thẳng tới nóc nhà, lăng không điên cuồng bổ một đao tới hướng bành ngọc lan, mạch máu toàn thân nổi lên. Rào, một tiếng hổ gầm cuồng bạo bỗng nhiên vang lên trong không trung khiến tâm người khiếp đảm. Tất cả mọi người trong ngoài phòng đều cả kinh, ở đâu ra tiếng hổ gầm vậy? Ban đầu Bành Ngọc Lan cũng không đặt viên cương vào mắt, dù viên cương đã giết con trai của nàng ta, đến khi một đao uy thế kia đánh tới trước mặt, lực đao cuồng liệt kia như lôi đỉnh nhanh mạnh khiến nàng ta bỗng nhiên chấn động, lập tức vội vã huy kiếm ngăn cản. Choang, một tiếng vang vang dội hai người giao phong mãnh liệt, gió mạnh nổ tung bụi mù ngập tràn trông có vẻ hữu hình, một gợn sóng hữu hình vòng tròn như được đẩy ra, dưới tia nắng gắt chiếu dọi càng tăng thêm tình cảnh khác thường người trong phòng nghe thấy tiếng nổ vang đều ngẩng đầu nhìn như thấy được một màn huyễn hoặc, hai bóng người đã nối nhau bắn ra hình khí hữu hình. Thương Chiêu Tông ngẩng đầu nhìn, đám người Thương Thục Thanh, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình phải sợ hãi kinh ngạc, không ngờ Viên Cương có thể nhảy lên cao như vậy, càng không nghĩ tới Viên Cương có thể cứng đối cứng với Bành Ngọc Lan. Bụi mù trong phòng lập tức bị khí lưu bốn phía mạnh mẽ thổi vọt lên sạch sẽ, mái ngói còn lại trên nóc nhà cũng bị xốc lên sạch. trong mắt người ngoài phòng, giữa chính đường rách nát tung ra lượng bụi mù lớn trong gợn sóng bụi mù nơi nóc nhà rõ ràng trong mắt người ngoài là hai bóng người dập dờn đang đập phá. Viên cương vùng đao trong tay đang lạc nhịp bước chân, lùi lại vài bước trên xà nhà đã bị tàn phá. Bành Ngọc Lan vội vã chống đỡ cũng rơi xuống xà nhà bị tàn phá lùi lại vài bước. Hai người đồng thời bị đẩy lui, lại dường như cùng dừng lại. Bành Ngọc Lan vung ngang kiếm trong tay, trong mắt ngập tràn vẻ kinh nghi nhưng thần sắc vẫn không cảm xúc nhìn viên cương toàn thân đầy máu, thằng nhãi này có thể cậy mạnh cứng đối cứng với mình, trên đời này còn có người có sức lực lớn như vậy sao? Thậm chí nàng ta còn có chút hoài nghi đây có phải ảo giác của mình hay không, nhưng nàng ta khi nãy rõ ràng cảm nhận được công kích của đối phương không có bất cứ dấu hiệu thâm pháp lực nào trong đó. Bước chân của viên cương hơi trượt ra một chút, ngồi trung bình tấn nghiêng người trên xà nhà, đau trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm bành ngọc lan, trạng thái giống như báo đen bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công vậy. Phượng Nhược Nghĩa nhìn luôn nuốt nước miếng, không ngờ viên cương có thể đấu ngang tay với mẫu thân mình, khó trách lão nhị chết dưới một kích của đối phương, nghĩ lại nếu khi ấy bản thân sung phong liều chết thì tình hình lúc này. Sau khi ngẫm lại khiến sau lưng gã lạnh cóng, lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này gã mới biết bản thân đã nhặt được một cái mạng trở về từ trong tay viên cương. Người cả trong lẫn ngoài phòng đều ngừng động tác, sững sờ nhìn hai người rằng co trên nóc nhà. Dừng tay, một tiếng gầm lên truyền đến. Hai người viên bành trên nóc nhà đều nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau, từ xa bạch sao dẫn theo mấy người bay nhanh tới. Choang, Bạch Ngọc Lan bỗng nhiên kéo lên một đạo kiếm khí chém về phía viên cương, chân đồng thời dẫm xuống dầm một tiếng, thân người bỗng nhiên chìm vào trong nhà. Bạch sao dẫn người tới, nàng ta đã chẳng quan tâm đối kháng với viên cương nữa, mối thù giết con cũng chẳng quan tâm, trước giết thương chiêu tông mới là điều quan trọng nhất, nếu không nhi tử đã phải chết vô ích rồi. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, chỉ cần giết thương chiêu tông, chỉ cần phượng ra nắm giữ quyền thế to lớn ở Nam Châu, không sợ sau này không có cơ hội báo thù viên cương cũng là người tỉnh táo càng lâm trận càng lạnh lùng bình tĩnh không bị kiếm khí của nàng ta mê hoặc thân người bỗng nhiên nghiêng một cái cánh tay nện đứt xà nhà cũng phi hướng trong phòng đạo kiếm khí kia như cùng lướt qua hắn bắn tên trong phòng còn có một người lâm trận bình tĩnh mông sơn mình thấy tình thế không đúng bỗng nhiên hét lớn đám người viên phong kéo cung thành hình quạt bảo vệ thương chiêu tông lập tức bắn loạt tên loạn hướng bành ngọc lan phá nóc nhà rơi xuống tiễn bắn chúng rơi xuống quanh thân giao động cương khí của bành ngọc lan tên phóng tới lập tức dừng lại trong không trung mũi tên nhọn sắc bén cách nàng ta chỉ còn khoảng 3 thước lại không mảy may tiến thêm được chút nào ngay khoảnh khắc nàng ta vung tay đánh văng tên trước người viên cương rơi từ trên xuống đạp một chân lên xà nhà gỗ nghiêng lệch bắn ra rơi xuống đất thân người ngồi xuống vững vàng đứng dậy trước thân người đám thương chiêu tông lại vung đao ngăn cản trước mặt chương 641, một mũi tên toi mạng một hắn không nhân cơ hội xông lên liều mạng với bạch ngọc lan mà là thừa dịp tên khiến Bạch Ngọc Lan phải dừng lại đồng thời làm ra động tác đề phòng, sau đó tay còn lại đẩy ra một cái túm lấy thương chiêu tông phóng sang một bên, thân hình cao to lực lưỡng đột một đụng sụp nghiêng vách tường. Một tiếng ầm vang lên, tường gạch đổ bay tán loạn. Viên Cương trực tiếp dẫn theo thương chiêu tông đụng thủng tường thoát khỏi hiện trường, không quan tâm sự sống chết của những người còn lại nữa. Trong lòng hắn hiểu rõ đối chiến với một Bạch Ngọc Lan thực lực như tu sĩ kia, bản thân vốn chẳng phải đối thủ của đối phương. Bản thân cũng có thể cậy mạnh cứng đối cứng một hồi, nhưng nếu thật sự phân cao thấp, tự hắn nhận thấy 10 phần nằm trong tay người ta rồi. Mà đây cũng chỉ trong tình huống bản thân có thể một mình cứng đối cứng, cố gắng còn có thể kiên trì được một chút, nhưng hiện giờ không phải thời điểm hắn dẫn người mạo hiểm xông vào vòng vây. Giao tranh phải trả cái giá lớn như vậy, cứu thương Chiêu tông mới là mục đích lớn nhất, thương Chiêu tông không thể xảy ra chuyện gì, nếu không tâm huyết của đạo gia sẽ đổ sông đổ bể, những huynh đệ kia cũng sẽ hy sinh vô ích chỉ khi thương chiêu tông còn sống những người khác ở đây mới có cơ hội sống sót thương chiêu tông chết đi những người khác chỉ e cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi sự vây công của một đạo quân nói thẳng ra là trước tình huống bành ngọc lan không dây dưa với hắn mà toàn lực tập kích giết thương chiêu tông thực lực của viên cương hắn căn bản sẽ không bảo hộ được thương chiêu tông thấy hai người kia đã chạy thục mạng bành ngọc lan sao có thể để hắn dẫn thương chiêu tông chạy trốn được trong nháy mắt lách người đuổi theo hướng tường động những người khác trong phòng lập tức được giải thoát trước sự uy hiếp của Bành Ngọc Lan. Bắn tên, nhìn thấy viên cương dẫn thương chiêu tông chạy đi, nông trưởng quảng lập tức hạ lệnh. Lập sức dây cung đột một vang lên tiếng kéo căng, tên bắn ra như mưa. Viên cương đã sớm biết bên ngoài có một hàng cung tiến thủ nhìn chằm chằm, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe thấy tiếng lập tức dẫn thương chiêu tông bổ nhào chạy quay cuồng, loay hoay lấy thi thể trên mặt đất làm yểm hộ, tận lực bảo hộ thương chiêu tông an toàn. Sau đó bành ngọc lan lao ra không kịp chuẩn bị, không ngờ người bên mình sẽ bắn tên về phía mình, vừa đuổi ra tới tường động đã bị dọa hết hồn, hai tay làm phép đẩy, mưa tên rậm rạp ngưng trệ trong không trung. May mắn trọng nỏ chậm chạp, phản ứng cần chút thời gian. Phượng Nhược Nghĩa cũng giật mình, nhanh chóng giống giật, dừng tay. Cung tiến thủ dừng lại, viên cương lại kéo thương chiêu tông nhảy lên trực tiếp bay tới nóc nhà. Bên trên, Phượng Nhược Nghĩa phất tay chỉ, lời còn chưa nói tới một nửa, thần sắc vẫn nhìn chằm chằm nóc nhà trong nháy mắt mang thần sắc hoảng hốt. Bành Ngọc Lan vung hai tay lên đánh bay mũi tên lơ lửng, lách mình phóng lên trên không trung, vừa rơi xuống nóc nhà cả người cũng cứng lại, hai gò má căng cứng. Bạch Giao xuất hiện trên nóc nhà, viên cương lôi kéo thương chiêu tông đứng sau lưng Bạch Giao, mấy tu sĩ hộ tống thiên ngọc môn rơi xuống bảo vệ hai người. Đây chính là mục đích viên cương nghĩ đủ mọi người mạo hiểm kéo dài thời gian. Người thấy mùi máu tươi trong không khí, ánh mắt Bạch dao lạnh lẽo lướt nhìn phòng ốc bị tàn phá, còn có thi thể chất đầy đất, Ánh mắt ngừng trên gương mặt Bạch Ngọc Lan đang tái mét, hờ hững nói: Ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Lan, ngươi nên biết chuyện lần này quan trọng với ta và đối với cả nhà ta như thế nào, chớ ngăn cản ta, tránh ra. Bạch Sao, ngươi có còn là đệ tử của Thiên Ngọc Môn không? Pháp Chỉ Sư Môn có còn hữu dụng đối với ngươi hay không? Bạch Ngọc Lan, chứa ép ta. Bạch Sao, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu dám động thủ với đồng môn, đến cả sư phụ cũng không bảo vệ được ngươi. Bành Ngọc Lan lắc mình một cái đáp xuống trong sân Việt, rơi xuống bên cạnh nhi tử, vung kiếm chỉ hướng nóc nhà, trọng nỏ. Nông trưởng Quảng lập tức hạ lệnh, nhanh, nhắm vào nóc nhà. Phía dưới lập tức dương nỏ bắn tên tới. Bạch sao thở ơ, mặt không đổi sắc nhìn chầm chầm Bành Ngọc Lan phía dưới. Trên nóc nhà phía sau đội nhân mã của Bành Ngọc Lan, một thanh âm hùng hậu nặng nề truyền tới. Ngọc Lan, người có phải ngay cả ta cũng muốn giết hay không? Bành Ngọc Lan nghe thấy tiếng lập tức run rẩy, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy gương mặt đen của phong ân thái trên nóc nhà. Sư thúc, bành ngọc lan bi thương than một tiếng, kiếm trong tay rơi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đừng nói không thể xử lý được phong ân thái, cho dù có thể thì nàng ta cũng không dám. Giết chết thương chiêu tông, cho dù phải giết bạch giao, thiên ngọc môn, vì lợi ích của mình cố gắng còn có thể có cơ hội chuyển mình bên này, nhưng nếu động tới phong ân thái... Đến cả trưởng lão Thiên Ngọc Môn cũng dám vọng động thì chính là động tới tất cả lợi ích tầng cao của Thiên Ngọc Môn, Hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Phượng Nhược Nghĩa đứng bên cạnh cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, kiếm trong tay chống xuống, biết đã xong rồi, chỉ hận bản thân vô năng. Phong Ân Thái bỗng nhiên giống giận, còn không cho người rút lui sao? Cả đám binh lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nông trưởng Quảng chợt vung tay quát, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, lập tức rút khỏi. Phượng Nhược Nghĩa không ngăn cản, tất cả nhân mã nhanh chóng rút khỏi, chỉ để lại thi thể nằm trong vũng máu đầy mặt đất. Phong Ân Thái đáp xuống đất, dẫm lên mặt đất máu tanh đi tới bên cạnh Bành Ngọc Lan, khi đi tới phất tay ra hiệu một cái, mấy người sau lưng nhanh chóng ra tay chế trụ Bành Ngọc Lan tại chỗ. Sắc mặt Bành Ngọc Lan như cho tàn, không phản kháng chút nào. Phượng Nhược Nghĩa làm nhi tử muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong phòng, đám người Lam Nhược Đình nhìn ra bên ngoài. Viên Cương đã dẫn theo thương chiêu tông đáp xuống đất, Bạch Giao ở bên cạnh đi tới chắp tay với Phong Ân Thái. Phong Ân Thái giận dữ nhìn Bạch Giao, người coi thủ bên này, sao lại để thành ra như vậy sư thúc sư tỷ cầm lệnh bài của người bạch sao kể lại đại khái tình huống đám người viên cương đứng nghe bên cạnh lúc này mới hiểu được phượng lăng ba bên kia đã dùng thủ đoạn gì sắc mặt thương chiêu tông nhìn không tốt xem như xác nhận quả thật phượng ra một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết loại tư vị này chỉ có người trong cuộc như hắn mới hiểu rõ ràng nhất phong ân thái run rẩy giận dữ xoay người nhanh chóng đi thẳng tới hướng bành ngọc lan vươn tay ra đòi lệnh bài đâu Bành Ngọc Lan chậm rãi lấy lệnh bài từ trong tay áo ra. Một tay Phong Ân thái đoạt lấy lệnh bài, lắc trong tay, lạnh lùng nói: "Có phải ngươi điên rồi không?" Ông ta thật sự không ngờ Bành Ngọc Lan dám cả gan lừa gạt ông, cả gan dám dám làm ra loại chuyện này, như vậy không phải điên rồi sao? Ông ta không tin Phượng Lăng Ba không tham dự vào chuyện này. Không có sự cho phép của Phượng Lăng Ba sao có thể điều động được nhiều nhân mã mà không e ngại gì làm ra loại chuyện này như vậy? Hôm nay ông ta mới phát hiện lòng tham cá nhân thật đáng sợ, bất kể người tu hành môn phái hay không, một kẻ phàm phu tục tử cả gan dám đấu với ông trời. Bành Ngọc Lan bỗng bạo phát tâm tình, là ta điên rồi, ta điên cũng là vì các ngươi ép ta. Lúc trước vì chiếm đóng quận Quảng Nghĩa, người một nhà ta liều mạng thay thiên ngọc môn, mỗi một người con của ta đều phải đánh cực liều mạng xung trận chém giết, lần đó không phải chết thì có ai mà không toàn thân thương tích kia chứ. Không dễ gì đứng vững được gót chân ở quận Quảng Nghĩa, không dễ gì quản lý tốt được quận quảng nghĩa các người nói cho người khác liền cho người khác hiện giờ không phải lại thêm lần nữa sao chúng ta chỉ lấy thứ chúng ta đáng có điều đó có gì sai đệ tử thiên ngọc môn hai bên lập tức động thủ giữ chặt cánh tay ấn nàng ta xuống tránh cho nàng ta làm ra chuyện gì vô lễ với phong ân thái phong ân thái hết mũi hướng nàng ta những lời này của ngươi đợi cha ngươi trở về ngươi từ từ nói với ông ta đi dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi chương 642, một mũi tên toi mạng hai Đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng cung kéo căng, có tên lạc bay tới. Phượng Nhược Nghĩ thản nhiên đứng bên cạnh run lên, mở to hai mắt nhìn, một mũi tên không nghiêng lệch cắm trên huyệt thái dương của hắn, thân người hắn lắc lư vài cái, ngửa mặt lên trời ngã đổ rầm xuống đất, thân thể co quắp. Phong ân thái đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại, tất cả mọi người nhìn về hướng dưới mái hiên bị tàn phá, thấy thương chiêu tông lạnh lùng đang dương một cây cung. Tên chính do y bắn ra, y thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ đi tới một bên, bỗng nhiên nhặt lên một cây cung quay người bắn mũi tên bắn chết Phượng Nhược Nghĩa. Y từng nói phải giết Phượng Nhược Nghĩa, y biết một khi để Thiên Ngọc môn chế trụ quản thúc Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Nghĩa dù sao cũng là ngoại tôn của Bành Hữu Tại, một khi để lỡ cơ hội lần này thì sau này rất khó có cơ hội ra tay, vì thế nhân cơ hội này thừa dịp không người chú ý dứt khoát ra tay giết chết, một mũi tên khiến Phượng Nhược Nghĩa mất mạng. Bạch Giao lắc mình một cái phi tới, dùng một tay đoạt lại cây cung trong tay thương chiêu tông. Có thể nói lúc này Bạch Giao rất tức giận, cũng do y sơ ý lại để thương chiêu tông lọt vào chỗ trống dưới mí mắt của y. Cũng khó trách được y, ai có thể nghĩ tới khi nãy sự chú ý của mọi người đều tụ trên người Phong Ân Thái và Bành Ngọc Lan, thương chiêu tông không sợ hãi, Bạch Giao y cũng không nể mặt, không biết nên xử trí như thế nào, Bạch Giao đành quay đầu lại nhìn Phong Ân Thái. Phong Ân Thái lúc này đã choáng váng, ngoại tôn của trưởng môn sư huynh lại chết dưới mí mắt của ông ta trong căn phòng bể nát thương thục thanh che kín miệng mình không ngờ ca ca lại hạ độc thủ với chính cậu của mình như vậy viên cương quay đầu nhìn thương chiêu tông im lặng không nói gì mông sơn minh và lam nhược đình nhìn nhau cùng than nhẹ một tiếng bành ngọc lan mở to hai mắt nhìn trơ mắt nhìn nhi tử ngã xuống trước mắt mình bỗng nhiên bộc phát tiếng thét chói tai thê lương nghĩa nhi vung vẩy cánh tay tránh thoát bị chế trụ hai đồng môn ép trụ nàng ta cũng choáng váng dễ dàng để nàng ta tránh thoát cũng không đuổi theo bắt lại Bành Ngọc Lan như không muốn sống vào tới, dù bị trượt chân cũng vẫn chạy liều mạng bỏ qua, quỳ trên mặt đất loạn trọng ôm nhi tử, thét lên tiếng hét thê lương, cứu nó, sư thúc, xin hãy cứu nghĩa nhi. Phong ân thái nhanh chóng lách mình tới ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, biết đã không thể cứu được, đã chết rồi. Một mũi tên của thương chiêu tông chúng chỗ hiểm, một mũi tên lấy mất mạng của phượng nhược nghĩa, thần tiên cũng không cứu được. A, à, bành ngọc lan ôm nhi tử chẳng còn nhúc nhích ngửa mặt lên trời gào thét, khóc đến khiến ra đầu người nghe phải tê dại. Phong ân thái chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm thương chiêu tông. Bành Ngọc Lan chợt ném nhi tử đi, nhặt được thanh đao trên mặt đất, như không muốn sống phóng tới thương chiêu tông, giống như dã thú điên cuồng gào thét phi tới, ta giết ngươi. Thương chiêu tông toàn thân là máu thở ơ yên lặng đứng nơi đó đợi nàng ta vào tới. Nhưng dù vừa xông tới gần, Bạch Sao đã lắc mình đến sau lưng Bành Ngọc Lan, điểm một ngón tay sau lưng Bành Ngọc Lan, Bạch Ngọc Lan lập tức hóa mềm ngã xuống trong ngực y, đã hôn mê. Phong ân thái bồi hồi đứng trong viện, người mùi máu tươi, nhìn thi thể đầy đất, nhìn Bạch Ngọc Lan ngất trong ngực Bạch sao, lại nhìn thương chiêu tông toàn thân đầy máu, cuối cùng dừng bước trước thi thể của Phượng Nhược Nghĩa, chắp tay nhìn chằm chằm, thở dài một tiếng, hà cớ phải làm vậy. Cũng đã khống chế lại rồi, đợi trưởng môn trở về định đoạt. Cửa thành bắc, nông trưởng quảng bay nhanh tới ghim ngựa ngừng lại, cao giọng hạ lệnh, có quân vụ khẩn cấp, lập tức mở cửa thành. Cửa thành được mở ra, nông trưởng quảng dẫn mấy tâm phúc bay nhanh ra. Cách xa thành quách, trong làn gió hưu quạch, nông trưởng quảng ghim thuốc tỏa kỵ nhìn ra xa thành trường bình, thở dài, Nam Châu đã không còn là nơi dừng chân của chúng ta, đi thôi, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Dẫn đầu thúc ngựa vung roi, gã biết Phượng Lăng Ba đã hết hy vọng, ở lại không chết cũng không có quả ngon để ăn, thương chiêu tông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã. Cho nên sau khi rút lui khỏi trận xung phong liều chết kia cũng không hồi phủ nha Phượng Lăng Ba phục mệnh, mà thừa dịp quân lệnh của bản thân còn hữu dụng dứt khoát lựa chọn rời khỏi thành tiếng vó ngựa ù ù vang mấy người cưỡi ngựa nhanh chóng đi xa biến mất khỏi cuối đường tìm con đường mưu sinh khác khói lửa từ dãy nhà bên cạnh đã được dập tắt chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ trong những nhà khác lục tục mang thi thể ra phượng nhược nam nâng váy chạy vội từ trong ngõ hẻm tới Xí tốt bên đường nhường đường cả đám quay đầu nhìn nàng ta nhìn thấy đại trạch bể nát chỉ còn khói xanh lượn lờ đối diện lại thấy nơi cửa đại trạch người người đi qua đi lại để lại dấu chân đầy máu. Sau khi nàng ta được người ta cứu tỉnh không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết mẫu thân đã đi đâu, cũng không thấy phụ thân, có tu sĩ thiên ngọc môn ngăn cản khiến nàng ta không đi xem được, chỉ nghe thấy trong phòng phát ra tiếng khóc nức của phụ thân. Vì vậy nàng ta mới chạy tới đây, nhìn theo dấu chân máu chạy vào sân viện nhỏ, vượt qua tấm bình ngọc đi tới, cuối cùng đứng lặng lặng, trước mắt chất đống thi thể, nhà chính tổn hại nghiêm trọng, bốn phía khắp nơi đều là dấu hiệu mưa tên bay loạn. Mê man tỉnh lại, nơi đây đảo mắt đã biến thành như vậy, vừa nhìn đã biết vừa trải qua trận chém giết kịch liệt. Nhiều quân sĩ chết ở chỗ này như vậy, lại liên tưởng tới mẫu thân gắng hết sức để mình mê man, nàng ta nếu còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì những năm làm tướng lính kia cũng đã uổng phí rồi. Những binh sĩ trong sân lặng lẽ dọn dẹp thi thể nhìn nàng ta, thọ niên đến trước một bước cũng quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt phức tạp, nàng ta chạy vào trong nhà chính bị tàn phá nhìn tìm kiếm khắp nơi không thấy thi thể đám người thương thiêu tông đâu lại chạy tới chuyển mắt nhìn sang hai tấm ván gỗ trên khóm hoa bên trong để hai cỗ thi thể được che vải trắng đặc biệt không giống cũng đặc biệt thấy được rõ ràng lộ ra đãi ngộ không giống như những cỗ thi thể khác phượng nhược nam đi tới vươn tay chậm rãi không cách nào ra tay cuối cùng mở hai tấm vải trắng ra không phải thi thể của người khác mà chính là hai thi thể của hai ca ca nàng là phượng nhược nghĩa và phượng nhược tiết nước mắt lặng lẽ rơi xuống đầu óc trống rỗng rơi lệ. Đến khi trời tối, đội ngũ ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Thú Sơn vẫn đợi ở bên ngoài cổng thành Nam luôn bị cự tuyệt cho vào, ba phái cũng không gấp, rất kiên nhẫn chờ ở ngoài thành đến khi trời lặn. Trong một trạch viện khác ở trong thành, đầu mũi tên trên vai thương thuộc thanh rốt cuộc được rút ra, cơn đau sâu tận trong xương tủy đương nhiên không cần nói, đến cuối cùng vẫn được trị liệu thỏa đáng. Tất cả đám người thương chiêu tông đều được cứu chữa, nhưng thiên ngọc môn chưa cho bọn họ tự do, để toàn bộ bọn họ ở một chỗ khống chế trông coi nghiêm ngặt, không cho phép sự việc tương tự phát sinh lần thứ hai. Đám người thương chiêu tông rửa mặt xong mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn không có tâm nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng có thời gian hỏi thăm viên cương rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bọn họ không rõ tại sao Phượng Lăng Ba bỗng nhiên như bị dồn tới đường cùng như vậy. Qua lời giải thích của viên cương, bọn họ lúc này mới hiểu được sau khi đạo gia yên lặng biến mất cũng không phải không làm gì, cũng không từ bỏ bọn họ, sau lưng âm thầm bắt đầu khởi động sóng ngầm, chính thức đánh bản cờ lớn với Thiên Ngọc Môn, đánh cờ không trên chiến trường. Một mặt thúc đẩy triều đình công khai sắc phong Thương Chiêu Tông làm Thứ sử Nam Châu, một mặt thúc đẩy Kim Châu tập kết đại quân đánh Nam Châu. Thế cục thôi động lớn như vậy, đám người Thương Chiêu Tông không nghĩ ra Ngưu Hữu Đạo làm sao làm được, nhất là thuyết phục Kim Châu dùng vũ lực bức bách Thiên Ngọc Môn, mấy người họ càng không cách nào tưởng tượng được sao Vạn Động Thiên Phủ và Kim Châu sao có thể đáp ứng vậy. Chương 643, trưởng môn trở về, nhưng viên cương chỉ tiết lộ đại khái chân tướng cũng không lộ ra nửa chữ, có một số việc chẳng những nghiêu hữu đạo sẽ không giải thích, viên cương và hắn vốn có quan hệ mật thiết, cũng sẽ không tiết lộ sự thật, có một số sự thật không thể để quá nhiều người biết được. Mặc dù như vậy, đám người thương chiêu tông vẫn vừa mừng vừa sợ, cũng biết suy nghĩ của nghiêu hữu đạo khi thúc đẩy cục diện lớn như vậy là ý gì, cũng rốt cuộc hiểu được vì sao nghiêu hữu đạo vẫn luôn để họ thuận theo thiên ngọc môn, đạo gia quả thật đã nhọc lòng rồi. Bởi vậy cũng hiểu được tại sao Phượng Lăng Ba lại như bị dồn tới đường cùng, đạo gia đã đưa Phượng Lăng Ba vào tuyệt lộ, còn muốn đá Phượng Lăng Ba ra khỏi cửa, Phượng Lăng Ba có thể ngồi yên không vội sao. Trong mắt thường Thục Thanh ngồi nghe hiện lên sắc thái vui mừng, nội tâm cũng vui vẻ, nàng vẫn luôn tin tưởng như hữu đạo sẽ không bỏ mặc bọn họ, sự thật chứng minh phán đoán của nàng là đúng. Giống như lần hắc mẫu đơn lúc trước, trước khi chết vẫn luôn tin tưởng vững chắc thuyền sẽ không đi, từ đầu đến cuối nàng vẫn tin tưởng như hữu đạo sẽ đợi nàng. Những điều này cũng không phải chỉ vì tư tình nam nữ, mà đều vì đã chung đụng với Ngưu Hữu Đạo một thời gian dài, tin tưởng cách làm người của Ngưu Hữu Đạo, dù Ngưu Hữu Đạo cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng sống chung lâu dài mọi người sẽ bất chi bất giác tín nhiệm hắn. Khi nào đạo gia trở lại, Thương Thục Thanh ngồi nghe trong nội đường vẫn không kiềm chế được bắt đầu hỏi. Đây cũng nói ra lời trong lòng đám người Mông Sơn Minh, tất cả mọi người đều biểu đạt cảm xúc muốn gặp Ngưu Hữu Đạo, đạo gia vì cơn sóng giữ bên này đã thay đổi càn khôn, có cảm ơn thế nào cũng không đủ. Viên Cương nhìn Thương Chiêu Tông, điều này phải xem vương gia bao giờ có thể khống chế Nam Châu. Thương chiêu tông trầm mặc, mông sơn minh như có điều suy nghĩ, Lam Nhược Đình khẽ gật đầu, đều hiểu được ý tứ trong lời nói kia. Trước khi chưa hoàn toàn khống chế Nam Châu, đạo gia có lẽ sẽ không lộ diện, đơn giản chỉ cần cuốn cục diện lại thành như vậy, thiên ngọc môn nhất là bành hữu tại chắc hẳn đang hận không thể nghiền xương đạo gia thành cho ấy chứ. Chắc hẳn thiên ngọc môn đang chờ đạo gia lộ diện mà giết chết hắn. Chỉ khi bên này nắm giữ được quyền lực Nam Châu mới có thể bảo đảm an toàn cho đạo gia, có thể thấy đủ uy hiếp với Thiên Ngọc Môn, khiến Thiên Ngọc Môn không chịu được tổn thất lợi ích này sẽ không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ với đạo gia mới được. Đêm khuya thanh vắng, trong phòng tạm trú của Viên Cương. Viên Cương một thân quấn băng vải ngồi trung bình tấn, miệng mũi hô hấp tuần hoàn, bụng hình thể bán cầu hít vào thở ra. Vết thương khó có thể ngăn chặn lực ngứa kịch liệt khiến Viên Cương thật sự không chịu được, cả cơ thể bỗng nhiên căng cứng, thân người quấn đầy băng vải trong nháy mắt đứt đoạn, hoặc rơi xuống đất hoặc rơi trên người. Miệng vết thương cũng một lần nữa nứt toác, lại có máu tươi xối ra, nhưng loại cảm giác đau đớn rõ ràng kia thoải mái hơn so với loại cảm giác ngứa kịch liệt, khiến Tâm Viên Cương một lần nữa tính lại hít thở. Viên Cương đang nhắm mắt cũng không nhìn thấy biến hóa bên ngoài thân lúc này. Miệng vết thương bị nứt toác, một số kinh lạc bị tàn phá ngăn cản tuần hoàn khí huyết bình thường trong cơ thể hắn, khí huyết dưới làn da xung quanh miệng vết thương thoáng như con rắn nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng đang di du về miệng vết thương. Trong miệng vết thương có biến hóa rất nhỏ, có cục thịt rất nhỏ đang ngọ nguậy những cục thịt nhỏ ngọ nguậy liên tiếp đang dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được chữa trị vết thương đợi đến khi viên cương đã hít sâu một ngụm vào phế phủ chính thức thu công đứng dậy đoạn vải đứt trên người thì chính hắn cũng phải ngây ngẩn cả người hai tay nhanh chóng sở loạn trên người mình hắn còn cho bản thân đã nhìn lầm nhưng sự thực đã chứng minh hắn không nhìn lần tất cả lỗ vết thương lớn nhỏ trên người đều biến mất toàn bộ không còn thấy đâu nữa trên người ngoại trừ mấy vết máu ra thì làn da gần như hoàn hảo như ban đầu Trời vừa tờ mờ sáng thì một đoàn người ngựa từ cửa thành Tây đã bay nhanh tới, chính là đoàn người Kim Châu và Bành Hữu Tại. Cổng thành Tây lập tức được mở ra cho một đoàn người đi vào, đích thân Trần Đình Tú lộ diện nghênh đón cùng quay về, nhắc nhở một câu, trưởng môn, người của ba phái còn đang đứng chờ ngoài cổng thành Nam. Để họ chờ đi, Bành Hữu Tại vẻ mặt như đưa đám lạnh lùng lên tiếng. Tâm tình của ông ta thật sự không tốt, Thiên Ngọc Môn đã xảy ra chuyện lớn như vậy không thể giấu được ông ta, ngay khi truyền tin tức cũng là lúc ông ta nhận được tin trên đường, biết chuyện gì đã xảy ra, nữ nhi cùng với toàn gia con rể của mình rõ ràng đã đối nghịch với Thiên Ngọc Môn, bảo một trưởng môn Thiên Ngọc Môn như ông ta sao chịu được, khiến tâm tình của ông ta sao có thể tốt được. Suốt đoạn đường này ông ta vẫn luôn lo nghĩ nên xử trí chuyện này như thế nào. Trở lại bên ngoài phủ nha, cả đám người nhảy xuống ngựa nhanh chóng đi vào liền thấy phong ân thái xuất hiện nginh đón. Bành hữu tại dừng bước trước mặt ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói đến cả lệnh bài trưởng lão cũng trông giữ không xong ngươi làm ăn kiểu gì vậy phong ân thái á khẩu không trả lời được cứng ngắc như muốn nói gì đó ông ta xác thực cũng có trách nhiệm cái nồi này đã gánh trên lưng ông ta ông ta nào có bậc để nói nếu bành ngọc lan không lấy được lệnh bài trưởng lão của mình cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy loại chuyện này vừa xảy ra phong ân thái cũng liền biết đối với trưởng môn sư huynh sẽ rất khó mà giải quyết được xử lý nặng người ta dù sao cũng là nữ nhi của mình xử lý nhẹ, trên dưới trong ngoài thiên ngọc môn không nói ra, nhưng trong lòng nhất định cũng không phục, một cái mũ xử sự, sự bất công nhất định phải cài trên đầu trưởng môn sư huynh rồi. Bành hữu tại cũng không nói thêm gì nữa, phất tay áo hử lạnh một tiếng đi nhanh vào bên trong, nhanh chóng triệu tập quan viên liên quan muốn hỏi rõ tình huống trước, có một số việc trong thư ngắn gọn không nói rõ hết được, hiểu rõ được tình hình mới có quyết định dứt khoát được. Đồng thời ông ta cũng muốn nhìn một đám trước cao thiên ngọc môn đàm phán ra kết quả với vạn động thiên phủ, việc này là quan trọng nhất, chậm trễ ứng đối xảy ra nội loạn trong thành là chuyện nhỏ. Một khi phía Kim Châu động thủ, đắc thủ được Nam Châu không nói, có thể cả Thiên Ngọc Môn cũng sẽ xong đời. Cả đám lãnh đạo cấp cao Thiên Ngọc Môn đứng tụ trong một đường, sau đó kể lại chi tiết kỹ càng biến cố lần này, về phần phải xử lý như thế nào, mọi người ai cũng không lên tiếng, chuyện liên quan tới nữ nhi, con rể của trưởng môn cũng không tiện nói, cùng lắm là thờ ơ lạnh nhạt, xem bành hữu tại xử trí ra sao. Bành hữu tại cũng không nhiều lời, trọng tâm chủ để trực tiếp chuyển tới chuyện đại quân Kim Châu gần kề. Nghe xong thông báo, một trưởng lão kinh hô, vạn động thiên phủ rốt cuộc uống nhầm thuốc gì vậy, tình nguyện liều mạng cũng muốn gây khó dễ cho thiên ngọc môn chúng ta sao? Trưởng môn, bọn họ không phải muốn nhân lúc cháy nhà hôi của vớt phát chỗ tốt đấy chứ? Điều kiện có thể đàm phán không? Một trưởng lão đi theo tới Kim Châu thở dài, vạn động thiên phủ không cần chỗ tốt gì cả, chỉ một câu, quyền to trong Nam Châu phải cho thương chiêu tông, không đáp ứng thì đánh, không có bất kỳ ý định đàm phán nào. Tại sao có thể như vậy? Toàn trường xôn xao ẩm ý, không nghĩ ra được, cũng thật sự nghĩ mãi không rõ tại sao vạn động thiên phủ làm vậy, quá không bình thường, vì một người ngoài như thương chiêu tông bất chấp lợi ích của môn phái mình, như vậy bình thường sao? Bành Hữu Tại lên tiếng nói, mọi người thử nói một chút xem có nên đồng ý điều kiện của vạn động thiên phủ không. Trưởng môn, sức ảnh hưởng của ngũ hữu đạo với bên thương chiêu tông càng ngày càng lớn, nhất là khi đã xảy ra chuyện như vậy, còn để thương chiêu tông cầm quyền sẽ gây bất lợi cho chúng ta, dễ sinh ra hậu hoạn. chương 644, Phế Tu Vi, đúng là bất lợi, quan trọng là vạn động thiên phủ quyết tâm vì điều này mà không tiếc gây chiến, một khi hai bên trở mặt, hậu quả mọi người đều biết, địa bàn Nam Châu chúng ta có còn muốn hay không. Vì việc này, cả đám người mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình, thương nghị từ sáng sớm đến giữa chưa sự việc rốt cuộc mới thương lượng ra được một kết quả cuối cùng. Việc này sau khi được quyết định, bành hữu tại ngồi trên ghế ngửa đầu yên lặng một hồi từ tốn nói áp giải phượng lăng ba bành ngọc lan lên đây trong phòng tĩnh lặng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai lên tiếng nhưng cũng biết trưởng môn muốn, muốn xử trí công đạo trước mặt mọi người rồi đây không lâu sau phượng lăng ba bành ngọc lan bị giải vào đường trước kia hai người tinh thần phán chấn trong vòng một ngày thay đổi một trời một vực nhìn bộ dạng của hai người khiến mọi người trong đường thổn thức đặc biệt là phượng lăng ba bị kéo vào bộ dạng ngơ ngác dường như chưa ra khỏi cơn đả kích. Mọi người thông cảm, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất luôn hai nhi tử. Mặt bành hữu tại không biểu tình nhìn hai người, cơ mặt căng cứng, trầm giọng nói. ngẩng đầu lên, Phượng Lăng Ba không phản ứng gì, giống như đồ khờ, không biết là ngu thật hay giả, tóm lại lão ngơ ngác phất lờ lời của bành hữu tại. Bành Ngọc Lan khóc sưng mắt, tiêm mắt tan rã giã chậm rãi ngước đầu lên, dường như bà bị giọng nói của phụ thân xúc động. Phụ thân, Bành Ngọc Lan gào khóc nhào qua quỳ ôm chân Bành Hữu Tại. "Phụ thân, Nghĩa Nhi và Tiết Nhi đã chết, thương Chiêu Tông giết Nghĩa Nhi và Tiết Nhi, phụ thân hãy báo thù cho chúng." Cơ mặt Bành Hữu Tại co giật, đương nhiên ông biết hai ngoại tôn đã chết, biết họ chết như thế nào. Nhưng Bành Hữu Tại không chỉ là ngoại công của hai đứa ngoại tôn càng là trưởng môn của Thiên Ngọc môn. Ở trước mặt các cao tầng Thiên Ngọc môn thì thù riêng làm sao có thể lớn hơn tất cả? Sao ông có thể lớn tiếng đòi báo thù riêng trước mặt mọi người? Bành hữu tại giơ chân đá bành ngọc lan văng sang một bên. Người to gan lắm, dám lừa dối lấy lệnh bài của trưởng lão điều người thiên ngọc môn đi cho ngươi làm bày. Bành hữu tại nghiêng đầu ra hiệu, Trần Đình Tú đứng bên cạnh lập tức đọc từng tội trạng của hai phu phụ, liệt kê những chuyện họ đã gây ra. Sau khi Trần Đình Tú ngừng đọc, bành hữu tại trên cao nhìn xuống nữ nhi, nữ tế của mình, lạnh lùng hỏi. Hai người có lời nào phản đối tội trạng mà Trần Trưởng Lão nói không? Phượng Lăng Ba vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác. Bành Ngọc Lan khóc ướt mặt ngạc nhiên chậm rãi ngước đầu nhìn phụ thân biểu tình thúc sát, rốt cuộc tỉnh táo nhận ra phụ thân không binh bọn họ mà lấy thân phận trưởng môn thiên ngọc môn tính sổ với họ. Bành Ngọc Lan la lên, không liên quan lăng ba, tất cả là lỗi của nữ nhi, do nữ nhi sai khiến. Nữ nhi cố ý giấu hắn cùng hai nhi tử làm việc này. Lăng ba không biết chút gì, Bành Ngọc Lan nhìn quanh mọi người, vỗ ngực ôm hết tội lỗi vào mình, muốn phủi hết quan hệ với Phượng Lăng ba. Bành Ngọc Lan biết rõ nếu để Phượng Lăng ba gánh trách nhiệm thì ông chết chắc, nếu là bà gánh vác thì khác. Bà dù gì là nữ nhi của trưởng môn, mọi người nể mặt phụ thân cùng lắm trừng phạt bà một chút, sẽ không ai dám đòi xử tử bà. Bành Ngọc Lan không tin phụ thân cứng rắn lòng dạ giết bà. Bành Ngọc Lan không chối mình vô tội, có một số việc không lừa gạt được. Bành Ngọc Lan nhận trách nhiệm, mọi người quay sang ngó nhau, cảm thấy hóc búa. Mặt bành hữu tại xanh mét gật đầu nói, người thích ôm trách nhiệm thì ta cho người ôm, ta chỉ hỏi một câu, người có biết hậu quả khi gánh lấy trách nhiệm? Bành Ngọc Lan ngẩn ngơ, nhưng không tin phụ thân sẽ giết mình nên lớn tiếng nói. Đệ tử nói mỗi câu đều là thật, là đệ tử sai khiến hết, lăng ba không biết chút gì. Đệ tử cam tâm tình nguyện gánh vác mọi trách nhiệm, bành hữu tại tức giận cười gần, gật đầu phất tay ra hiệu. Tốt, bắt lên, đệ tử hai bên do dự không biết nên làm sao, bành hữu tại quay đầu chừng họ, môn quy ở đâu hai đệ tử hoảng sợ nhanh chóng tiến lên nâng bành ngọc lan ngã ngồi dưới đất một người đè một cánh tay của bà bành ngọc lan khủng hoảng căng thẳng nhìn bành lược cải từng bước đến gần phong ân thái bỗng lắc người đứng chắn trước mặt hai phụ nữ ôm quyền nói trưởng môn việc này chắc có ẩn tình khác hay là điều tra rõ rồi xử trí phong ân thái và bành lược cải cùng theo một sư phụ là sư huynh đệ thật sự khi sư huynh có khó xử phong ân thái phải đứng ra nói chuyện Đi tề quốc xử lý ngựa chiến không ra gì làm mất mát nặng nề, phong ân thái vốn nên chịu trách nhiệm nhưng sư huynh tìm hết cách giàn xếp cho ông, còn khiến ông có chút công lao. Nếu lúc này phong ân thái không dẫn đầu đứng ra nói thì ai đi? Trong đám trưởng lão có người phụ họa, đúng vậy, trưởng môn khoan vội quyết định, bành hữu tại kiên quyết nói, ta xin nhận ý tốt của các vị, nếu là tử nữ của các vị làm việc này, nghĩ tình các vị cống hiến trong tông môn thì bổn tỏa có thể tùy tình huống mà nương tình. Nhưng đây là nữ nhi của ta, nếu nữ nhi của trưởng môn đi đầu làm trái với môn quy thì sau này làm sao phạt đệ tử thiên ngọc môn trưởng môn làm sai trái đầu tiên thì chấp pháp thế nào có công sẽ thường có sai phải phạt quốc có quốc pháp môn có môn quy không có quy củ thì không khuôn phép các vị đừng nói nhiều nữa bành hưu tại đẩy phong ân thái ra phong ân thái ở một bên chắp tay cầu xin sư huynh hãy nghĩ lại bành ngọc lan căng thẳng sợ hãi cố vùng vẫy nhưng không thoát được phụ thân bành hưu tại đứng trước mặt bà đứng ở lập trường phụ thân ta bảo vệ ngươi thế nào cũng không đủ nhưng với lập trường trưởng môn thiên ngọc môn thì nhà đầu ngươi hồ đồ chưa dứt lời bành hiệu tại bóng vươn tay ra hai ngón tay thọc mạnh vào bụng bành ngọc lan bành ngọc lan hét lên trợn to mắt sau đó rên rỉ thê lương người run bần bật vùng vẫy mặt nhăn nhó đau đớn hai đệ tử thiên ngọc môn ấn chặt bành ngọc lan không thả mãi đến lúc này mọi người mới biết trưởng môn trừng phạt nữ nhi cái gì phong ân thái quay đầu đi không nữa nhìn kinh phong tràn ra từ vị trí bành hữu tại chỉ nếu xem xét bằng pháp nhãn sẽ thấy phần bụng bành ngọc lan có xương mở tuôn ra bành ngọc lan nhanh chóng mất sức sống mái tóc đen nhanh bạc màu bành hữu tại rút tay về bành ngọc lan nghẹo đầu không nhúc nhích làn da mất đàn hồi trông giả nuôi nhiều bành hữu tại tự mình phá đan điền khí hải của nữ nhi phế tu vi đời này bà không thể tu luyện nữa làm tu sĩ đều biết khổ tu nhiều năm trước mắt thành hư ảo làm người ta khó chịu còn hơn bị giết trừng phạt này rất nặng nhưng với bành hữu tại có lẽ tàn khốc mà ít nhất còn giữ được mạng sống bành hữu tại quay lưng đi chậm rãi nhắm mắt cố nén bi thương trong lòng trầm giọng nói từ giây phút này trừ danh bành ngọc lan khỏi thiên ngọc môn trục xuất thiên ngọc môn mọi người thầm thổn thức nữ nhi phạm sai hại phụ thân làm trưởng môn tự tay phế tu vi của nữ nhi còn trục xuất nữ nhi ra sư môn sau này toàn thiên ngọc môn không ai phàn nàn gì được xem như cho mọi người một giải thích mọi người rời đi Bành Ngọc Lan bị kéo đi, Bành Hữu Tại chỉ để lại mình Phượng Lăng Ba trong sảnh. Bành Hữu Tại đứng trước mặt Phượng Lăng Ba đờ đẫn, bỗng tát lão một cái. Phượng Lăng Ba chảy máu miệng mũi ngã ngồi xuống đất, Phượng Lăng Ba vẫn đờ đẫn. Bành Hữu Tại chậm rãi ngồi xổm trước mặt Phượng Lăng Ba, hừ lạnh. Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ đi, một mình Ngọc Lan gánh trách nhiệm, người không bị gì, còn cần giả bộ trước mặt ta sao? Ta biết rõ con người của ngươi, ta làm phụ thân càng hiểu rõ Ngọc Lan nếu không có người xui khiến thì ngọc lan sẽ không làm một số việc năm đó ta không đồng ý nàng gả cho ngươi là vì ta biết ngươi nhìn chúng nàng không phải vì tài mạo ngọc lan không có tài tình hay nhan sắc gì ngươi cưới nàng chẳng qua vì bối cảnh của ngọc lan có lợi cho ngươi mà thôi nhưng ngọc lan chết sống đòi gả cho ngươi bây giờ xem như nàng trả giá cho lựa chọn của mình ta cảnh cáo ngươi sau này không được làm ngọc lan chịu uất ức gì nữa nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết chương 645, Thứ Sử Nam Châu, con mắt đờ đấn của Phượng Lăng Ba nhúc nhích, bành hữu tại mặc kệ lão, nói xong đứng lên đi. Trưa hôm đó bành hữu tại đi gặp thương chiêu tông, mang theo thánh chỉ sắc phong của triều đình. Hai bên thảo luận thật lâu, bành hữu tại rời đi, thiên ngọc môn giam lỏng đám người thương chiêu tông cũng mất, trả lại hết kim xí truyền tin liên lạc với cấp dưới của y. Thiên Ngọc Môn truyền tin cho Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh, Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đáng, Thổ An quận thủ Triệu Hưng Phong, triệu tập ba người đi thượng bình thành ngay thương chiêu tông truyền tin cho bộ đội của mình kỵ binh người ngựa nhận được tin tức bắt đầu tập kết anh dương võ liệt vệ tụ tập lại chạy ngay đến thượng bình thành không chỉ có anh dương võ liệt vệ những thuộc hạ của thương chiêu tông bị tách rời ra lại tập kết bài bố ba vị quận thủ đang trên đường đi không biết những chuyện này nhưng rất nhanh mai lâm thịnh ngô thiên đáng triệu hưng phong phát hiện tình huống không đúng thiên ngọc môn nhúng tay vào việc ba người liên lạc với thuộc hạ họ phát hiện mình đã bị thiên ngọc môn khống chế mai lâm thịnh ngô thiên đáng triệu hưng phong hỏi tại sao nhưng đệ tử thiên ngọc môn hộ tống không trả lời chỉ bảo rằng đến thượng bình thành sẽ biết sau khi tới thượng bình thành ba vị quận thủ bị thiên ngọc môn giam lòng làm họ thấy bất an hỏi lý do thiên ngọc môn nói người nhà của họ cũng đang đến đây vài ngày sau quả nhiên thiên ngọc môn hộ tống người nhà của ba vị quận thủ đến ngày thứ hai gia quyến đến ba vị quận thủ mới được chiêu đi phủ nha lộ mặt trong chính đường phủ nha bành hữu tại dẫn đầu đám người thiên ngọc môn có mặt tướng lĩnh thân tín dưới tay thương chiêu tông cũng có mặt y một mình đứng trên cao thương chiêu tông đứng ở vị trí của phượng lăng ba nhìn quanh hiện trường không thấy mặt lão đâu làm ba vị quận thủ hoang mang người đã đến đủ lam nhược đình mở thánh chỉ của triều đình ra dõng giặc tuyên đọc trước mọi người triều đình sắc phong thương chiêu tông làm thứ sử nam châu ý chỉ ra thiên ngọc môn không phản đối ba vị quận thủ kinh ngạc thế mới biết người cười đến cuối cùng là thương chiêu tông phượng lăng ba đã thua ánh mắt mai lâm thịnh ngô thiên đáng triệu hưng phong đầy thắc mắc khó hiểu nhìn bành lục tại ngay sau đó thương chiêu tông lấy thân phận thứ sử nam châu mệnh ba vị quận thủ phối hợp y điều động người ngựa các bộ đến giờ phút này mai lâm thịnh ngô thiên đáng triệu hưng phong mới hiểu ý đồ của thiên ngọc môn bọn họ rơi vào kết cục giống thương chiêu tông lúc trước nhưng hết cách giống như thương chiêu tông trước kia mạng nhỏ của họ nằm trong tay thiên ngọc môn không dám không nghe thiên ngọc môn làm vậy cũng bị bất đắc dĩ cũng không muốn khó xử ba người làm gì, tiếc rằng thương chiêu tông không chịu bỏ qua cơ hội mà nghiêu hữu đạo sáng tạo, mượn thế đại quân Kim Châu đến gần buộc Thiên Ngọc Môn thỏa hiệp, thừa dịp đó tan giã người của ba vị quận thủ, khống chế hết. Thiên Ngọc Môn không muốn trong Nam Châu xảy ra phân tranh gì nữa. Có triều đình Yến Quốc rình rập để thương chiêu tông đấu với ba vị quận thủ không phải chuyện tốt. Mặc dù cho thương chiêu tông hoàn toàn cầm quyền là không tốt, nhưng so sánh hai mặt biết chọn bên nào nhẹ. Vì các loại nhân tố nên Thiên Ngọc Môn thỏa hiệp, đồng ý cho Thương Chiêu Tông nhanh chóng thống nhất quyền to binh mã toàn Nam Châu. Nhưng Thiên Ngọc Môn tăng mạnh khống chế an toàn của Thương Chiêu Tông, nắm chặt mạng sống của y không thả. Thương Chiêu Tông đồng ý điều kiện của Thiên Ngọc Môn, chuyện hộ vệ mình đều giao cho Thiên Ngọc Môn, tu sĩ ba phái không được xen vào. Một đám tướng lĩnh nhận lệnh đi, Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đáng, Triệu Hưng phong buồn bã rời sân. Ba người biết Thương Chiêu Tông sẽ thanh tẩy người ngựa dưới chướng họ, tan giã quyền thế của họ. Sự thật đúng là vậy, Thương Chiêu Tông đã chịu thiệt một lần, bị dồn vào đường cùng suýt mất mạng nay còn mới mẻ ngay trước mắt y. Khi đó y tuyệt vọng biết bảo, trải qua một lần nếu không thay đổi tâm thái mới kỳ, nên đợt thanh tẩy sắp đến sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Thương Chiêu Tông thậm chí theo dõi mấy tôn tử của Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan, giết Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết chưa làm y yên lòng. Miễn nhi tử của hai người này và Phượng Lăng Ba còn sống, Bành Hữu Tại làm trưởng môn của Thiên Ngọc Môn tùy thời bỏ sức ra nâng đỡ họ, vẫn có khả năng thay thế Thương Chiêu Tông nhìn theo chư tướng rời đi bành hữu tại đứng nghe nãy giờ tiến lên làm bộ thuận miệng hỏi vương gia vâng theo ý chí triều đình vinh thăng thứ sử nam châu ngày vui lớn như thế tại sao không thấy nghiêu hữu đạo đến chúc mừng bành hữu tại luôn đợi nghiêu hữu đạo xuất hiện nhưng mấy ngày nay từ đầu tới đuôi không thấy bóng dáng hắn được dù ta không hại ngươi được mà ngươi cũng lấy lợi rồi nhưng ít ra ngươi phải ló cái mặt nói rõ ích lợi rượu đi tính sai một bước thì từng bước rơi vào bị động mùi vị thật khó chịu thương chiêu tông trả lời bản vương cũng đang tìm hắn, không biết hắn ở đâu. Đây là lời từ chối, mà thương chiêu tông đúng là không biết nghiêu hữu đạo ở đâu. Thương chiêu tông cũng muốn gặp hắn, nỗi cảm kích luôn chôn trong lòng y. Quan trọng là nghiêu hữu đạo không giống thiên ngọc môn, hắn chưa từng đòi thương chiêu tông cái gì, luôn giúp đỡ y, nhiều lần đưa than trong ngày tuyết. Tuy nghiêu hữu đạo cũng là tu sĩ nhưng hai người qua lại như bằng hiếu, giao tiếp với hắn có cảm giác an toàn, loại cảm giác này khiến mông sơn minh, làm nhược đình nhắc tới đông quách hạo nhiên hai người nói hèn gì đông quách hạo nhiên thu nghiêu hữu đạo làm đệ tử quan môn có phong phạm của sư phụ nếu nghiêu hữu đạo nghe lời bình luận này không biết sẽ có cảm tưởng gì cơ mặt bành hữu tại căng cứng lần này xem như chính thứ lĩnh giáo thủ đoạn của ai đó trước kia chỉ là gián tiếp ông không có cảm nhận gì lần này có thể nói là trực tiếp giao phong trong âm thầm với tên kia thiên ngọc môn chịu thiệt lớn bành hữu tại không thể chút cơn bực tức này ra tên kia trốn tránh không lộ mặt chỉ đứng sau màn điều khiển trước mắt đối với bành hữu tại thì thương chiêu tông không đáng sợ mạng sống của y nằm trong tay thiên ngọc môn làm bành hữu tại kiêng kỵ nhất là nghiêu hữu đạo trốn sau màn đặc biệt sau lần chịu thiệt này nếu không trừ hắn thì ông luôn lo có ngày vượt mất kiểm soát thương chiêu tông thấy thương chiêu tông không chịu nói thì bành hữu tại không ép chỉ nhắc một câu ân oán giữa vương gia và phượng gia đã vậy nhưng vương phi vô tội mong vương gia đối xử tốt với vương phi đừng khó xử vương phi họ sẽ không để gia đình bành ngọc lan ở lại đây không thì rất có thể sẽ bị thương chiêu tông hại vốn định mang phượng nhược nam đi cùng tránh cho bị y ngược đái nhưng phượng nhược nam thả ở lại bên thương chiêu tông chịu tội chứ không muốn theo người phượng gia lần này phượng gia đã làm tổn thương sâu đến nữ nhi này có một số việc không thể miễn cưỡng phượng nhược nam không chịu đi họ không thể bắt cóc nàng nhốt lại thương chiêu tông nói trưởng môn yên tâm bản vương không đến mức chút giận vào nữ nhân nhược nam là phu nhân của bản vương bản vương nhất định cho ăn ngon uống tốt tuyệt đối không khắt khe. Bành hữu tại nghẹn lời, im lặng một lúc rồi rời đi. Nếu Phượng Nhược Nam thật sự chịu khổ cái gì không lên tiếng, chuyện giữa phu thê thì người ngoài khó xen vào, nói nhiều vô ích. Một đám người ra chính đường tiến đưa, nhìn theo đám người bành hữu tại rời đi. Mưa gió rốt cuộc bình định, thương chiêu tông đứng trên bậc thang dưới mái hiên ngửa đầu thở phào, tâm tình trong sáng như rẽ mây thấy mặt trời. Nam Châu rốt cuộc rơi vào tay y, thương thục thanh khẽ nói, không biết khi nào ra trở về mấy người đều cảm khái. Như hữu đạo không chỉ giúp bên mình lấy Nam Châu còn giúp họ được triều đình thừa nhận, họ không phải nghịch tặc mà là thứ sử Nam Châu danh chính ngôn thuận được triều đình nhâm mệnh. Có danh phận thì bớt nhiều rắc rối, điều này càng khiến mấy người cảm khái. chương 646, Chư Hầu Một Phương, Lam Nhược Đình nói, bắt lấy Nam Châu chỉ là khởi đầu, tiếp theo trị lý nó là cả vấn đề. Thiên Ngọc Môn sẽ không làm không công, bước tiếp theo họ sẽ đòi lấy tài vật Nam Châu, chuyện này hóc búa. Mọi người đều hiểu điều đó, Thiên Ngọc Môn mạo hiểm lấy Nam Châu đơn giản vì muốn tài nguyên càng lớn, Thiên Ngọc Môn không thể nào bỏ qua miếng mỡ, chuyện này không tránh khỏi được. Một thân vệ đi tới đứng dưới bậc thang chắp tay bẩm báo. "Vương gia, trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Thú Sơn Cầu Kiến." Thương Chiêu Tông định nói cho mời nhưng Viên Cương ở một bên ngắt lời. "Ý của đạo gia là tạm bỏ qua họ, đừng để ý." Mấy người nhìn Viên Cương, Thương Chiêu Tông do dự hỏi làm vậy có được không viên cương nói đạo gia kêu bọn họ đến hộ giá nhưng bọn họ bằng mặt không bằng lòng co do do dự bên ngoài thành suýt hải vương ra gặp nạn sau khi đạo gia biết chuyện thì không vui không thể nuông chiều họ được để họ lăn về thanh sơn quận trông nhà cho đạo gia chờ khi họ hiểu rõ nên đứng về bên nào rồi tính nếu không là người mình thì mặc kệ họ trời đất bao la tùy họ đi đâu để người ba phái về thanh sơn quận trông nhà cho đạo gia mắt thương thuộc thanh hấp háy chứ ý cười cảm giác đạo ra nói câu này bá khí. Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình mỉm cười nhìn nhau, như hiểu đạo có thể nói ỉa câu đó chứng minh ba môn phái còn nằm trong tay hắn, năng lực khiến người không nói nên lời. Nhưng nói đi phải nói lại, người có thể kình đấu với Thiên Ngọc môn thì sợ gì ba môn phái này. Mông Sơn Minh hơi cảm khái, sanh ra từ Lam mà hơn cả Lam, năm xưa đông quách tiên sinh không giỏi bằng đồ đệ này. Lam Nhược Đình gật đầu nói, đệ tử quan môn của đông quách tiên sinh vậy mà bị thượng thanh tông vô tình vứt bỏ ai tiếc cho thượng thanh tông bỏ lỡ một nhân tài trùng hưng bên họ có tình cũ với thượng thanh tông trước kia thượng thanh tông luôn giúp đỡ ninh vương thấy thượng thanh tông xuống dốc làm lam nhược đình tiếc thương mắt thương thục thanh sáng lấp lánh nhắc tới thượng thanh tông làm nàng nhớ đến nữ nhân từng bái đường với ngưu hữu đạo nàng bản năng không hy vọng hắn trở về thượng thanh tông khóe mắt mông sơn minh liếc thấy sắc mặt thương thục thanh nói nếu đạo gia không muốn quay đầu thì chúng ta đừng cưỡng ép vương gia cứ làm theo ý của đạo gia đi thương chiêu tông gật đầu nói với thân vệ cứ trả lời vậy đi kêu bọn họ về thanh sơn quận chờ thân vệ chắp tay lĩnh mệnh mà đi tuân lệnh truyền lệnh chuyển quân đến phủ thành nam châu thương chiêu tông ra lệnh một tiếng đại quân và tu sĩ đóng giữ ở thượng bình thành rầm rộ xuất phát về quy mô thành trì hay vị trí địa lý các mặt nhân tố thì thượng bình thành đều không dược chọn làm thủ phủ bắt lấy nam châu rồi vào phủ thành nam châu là chuyện tất nhiên ngoài thành nhìn người ngựa rầm rộ vây quanh đám người thương chiêu tông xuất hành phí trường lưu hạ hoa trịnh cửu tiêu chờ lâu muốn tiến lên bái kiến nhưng bị người thiên ngọc môn rủi đi giờ thiên ngọc môn rất gai mắt họ tạm thời không làm được như hữu đạo ở trong mắt bành hữu tại thì ba phái là người của hắn nên tất nhiên sẽ không hiền lành với họ thương chiêu tông thấy phí trường lưu hạ hoa trịnh cửu tiêu nhưng không muốn gặp y bỏ lại họ đi mất cảm giác mẫu mẫu không đau cứu cứu không yêu thật khó chịu, ba vị trưởng môn trơ mắt nhìn đại quân di chuyển, bọn họ rất lung túng. Ba vị trưởng môn thật tình bất đắc dĩ, đến giờ họ đã biết tin bên Kim Châu xuất binh. Thật không ngờ Ngưu Hữu Đạo có thể thuyết phục được Kim Châu trợ giúp Thương Chiêu Tông một tay, mưu đồ của Thiên Ngọc Môn bị phá hỏng, cuối cùng Nam Châu vẫn rơi vào tay y. Vì thế cách chạy đến mà không đắc tội hai bên của phí trường lưu, trịnh cửu tiêu, hạ hoa thành không nịnh được bên nào, cùng đắc tội, chuyện quái quỷ gì đây. Bọn họ biết trước mắt thực lực của Thiên Ngọc Môn có hạn, cần một số môn phái nhỏ hỗ trợ cố thủ Nam Châu, có thể đi thần phục Thiên Ngọc Môn. Nhưng đã đắc tội thương Chiêu Tông rồi họ có thần phục Thiên Ngọc Môn cũng vô dụng. Nếu người ngựa và quan viên địa phương đối nghịch với họ thì ba phái khó đứng vững trong Nam Châu. Hạ Hoa quay đầu hỏi, làm sao bây giờ? Trịnh cử Kiêu vuốt mũi nói, như hữu đạo kêu chúng ta về Thanh Sơn quận chờ, không nói tuyệt tình tức là còn đường cứu. Hắn thế mỏng sức yếu cũng cần chúng ta giúp hay là về Thanh Sơn quận chờ tin đi. Hạ Hoa than thở, ba phái chúng ta cũng có công lao bình định Nam Châu thế mà giờ thành ra thế này, cái quỷ gì. Mặt phí Trường Lưu không biểu tình nói, rồi sẽ có lúc từ dâu nhỏ lên làm mẹ chồng, năm xưa Thiên Ngọc môn cũng như thế. Đi thôi, về Thanh Sơn quận gặp Ngưu Hữu Đạo. Năm thứ 528 võ lịch, Thương Chiêu Tông vào ở phủ thành Nam Châu Yến Quốc, chính thức tuyên cáo với thiên hạ rằng y đã cướp được Nam Châu. Trong hoàng cung Yến Quốc vang mấy tiếng cười thảm. Kiến bá, người quả nhiên sinh được nhi tử giỏi. Trung sa phủ lệnh ca miểu thủy đứng trên đầu tường hoàng thành, sắc mặt âm trầm, giờ đã biết mình chúng gian kế của Ngưu hữu đạo. Ngoài hoàng cung, thương chiêu tông mạnh mẽ vươn lên với tốc độ quá nhanh, cộng thêm anh dương võ liệt vệ tái hiện khiến bên dưới bình tĩnh là một mảnh náo động. Nhiều hoàng tộc lúc trước cắt đứt liên lạc với thương chiêu tông giờ thì thì ít nhiều gì lén gửi thư qua lại. Có người mặt dày lấy danh nghĩa liên lạc vì vị trí thứ sử Nam Châu của thương chiêu tông là được triều đình sắc phong. Triều đình đạm hiến tội cho ngươi thì hoàng thân với nhau tất nhiên là người một nhà. Không phải đám hoàng tộc muốn gì với Thương Chiêu Tông, thật sự là nhìn sao cũng trông như y cứng rắn vươn lên vì mối hận cứu vãn Ninh Vương, sớm muộn gì sẽ xông vào yến kinh. Chuyện tương lai nào ai nói rõ được, có thể chừa chút đường lui sẽ tốt hơn, gửi thư làm thân, dâng chút quả không tốn công bao nhiêu. Các phương thế lực trong thiên hạ nghe tin kinh dị bởi vì theo tin lúc trước nhận được nhìn sao cũng nên là Phượng Lăng Ba vào ở Nam Châu, sau bỗng biến thành Thương Chiêu Tông. Không ngạc nhiên mới lạ, vào ở Nam Châu có ý nghĩa phi phàm đối với Thương Chiêu Tông, thành chư hầu một phương thật sự, chính thức làm chư hầu một phương có thể ảnh hưởng cách cục thiên hạ, sức ảnh hưởng nhiều hơn ngày xưa nắm đất hai quận, chính thức đi vào tầm mắt quần hùng thiên hạ. Trong phút chốc nhiều thế lực phái người mang quà đi Nam Châu chúc mừng, sứ thần các nước quang minh chính đại đến. Thương Chiêu Tông dược Triều đình Yến quốc công khai sắc phong chứ không phải phản thần, không ai phản nàn gì được. Đây là cái lợi khi có danh phận. Thế lực các phương đi chúc mừng Thương Chiêu Tông vinh thăng thứ sử Nam Châu là lý do phụ, quan trọng là tiếp xúc với y tạo dựng mối liên hệ. Phượng Lăng ba lúc trước được các thế lực khác xem trọng thì thắng làm vua thua làm giặc đã bị người lãng phí. Bắc Châu phủ thứ sử Thiệu Tam tỉnh vào thư phòng đến gần Thiệu Bình ba dựa vào bàn viết đồ, đứng im không nói. Thiệu Bình ba không ngẩng đầu lên có việc thì nói, thiệu tam tỉnh nói, lão ra nhốt mình trong thư phòng cả ngày không đi ra. Tay thiệu bình ba khựng lại một chút rồi tiếp tục viết xong một chữ, gác bút sang một bên, hai tay chậm rãi đặt lên bàn, lặng im thật lâu. Thiệu bình ba biết tại sao phụ thân nhốt mình trong phòng. Bên Nam Châu Yến Quốc truyền tin đến báo thương chiêu tông mạnh mẽ vươn lên chiếm hữu Nam Châu, từ đó cảm xúc của phụ thân trở nên là lạ. Thiệu Bình Ba biết phụ thân luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa, vẫn cho rằng mình phản bội Ninh Vương. Hiện giờ nhi tử của Ninh Vương lại đại biểu thế lực hệ Ninh Vương trỗi dậy, có lẽ phụ thân bị kích động nổi lòng ái náy. Thiệu Tam Tỉnh cũng biết điều đó, hỏi, hay là đại công tử đi khuyên nhủ lão ra? Thiệu Bình Ba lắc đầu, Thiệu Tam Tỉnh buồn bực nói, cũng lạ, vào phút then chốt mà bên Kim Châu hết sức ủng hộ Thương Chiêu Tông, không biết vạn động thiên phủ nghĩ sao? Nếu không như thế thì Thương Chiêu Tông đã chẳng làm được gì. chương 647, không đi, Thiệu Bình Ba cười khẩy nói, đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao vạn động thiên phủ bị nghiêu hữu đạo uy hiếp mới ra binh nếu không thì ai chiếm nam châu đều không đem đến mất mát gì vạn động thiên phủ tội gì mạo hiểm lớn như vậy điều này chứng minh một việc gì mà đệ tử quỷ y chữa cho tiêu thiên trấn toàn là xạo rõ ràng là hắn trộm xích dương chu quả phát huy tác dụng mí mắt thiệu tam tỉnh co giật vẻ mặt hiểu ra khẽ hỏi sao ta không âm thầm tiết lộ việc này ra ngoài thiệu bình ba liếc xéo gã Âm thầm, ngươi cho rằng tiết lộ âm thầm thì như hữu đạo không biết là ta làm sao. Mặc kệ xảy ra chuyện gì không tốt cho ta thì người đầu tiên ta nghi ngờ là như hữu đạo, hắn cũng giống vậy, có chuyện gì không tốt đến với hắn thì ta là đối tượng bị hắn nghi ngờ đầu tiên. Hai người trông chờ như hữu đạo rơi vào tay băng tuyết cát sẽ che giấu dùm ta. Hắn sẽ kéo việc năm xưa ta lợi dụng băng tuyết cát ra làm đệm lưng. Nếu không phải chắc chắn ta không dám để lộ bí mật thì ngươi nghĩ hắn dám làm vậy sao? Thiệu Tam tỉnh Á Khẩu, buồn bực nói. Vậy chẳng phải là chúng ta mãi mãi giữ kín bí mật cho hắn sao? Thiệu Bình Ba nhìn đầu bút lông gác một bên, khẽ thở dài. Tên này có tài mưu tính sâu xa, lật tay là mây trở tay là mưa, sau này sẽ là họa lớn cho ta. Thương Chiêu Tông Văn có Lam Nhược Đình, võ có mông Sơn Minh, lại được hàng này làm mưu sĩ giàn xếp mọi rắc rối giới tu hành, thật là như hổ thêm cánh khiến người hâm mộ. Thiệu mỗ cầu hiền như khát, thế cục Bắc Châu đã định nhưng không có hiển sĩ đến đầu vào. Thiệu Tam tỉnh buồn bã, bị như vậy có lẽ vì Nhiêu Hữu Đạo bôi nhọ danh tiếng của Đại Công Tử. Ngoài nhà gỗ nhỏ trong núi, Nhiêu Hữu Đạo chập mắt nằm trên ghế dài tắm ánh nắng. Viên cương cầm thùng nước cẩn thận tưới cho bồn hoa mẫu đơn đen. Khi rời khỏi nhà tranh sơn trang họ không mang đi cái gì nhưng mang theo bồn hoa mẫu đơn đen, một năm rồi lại một năm, hoa tàn lại nở. Quản phương nghi phẩy quạt tròn nhà nhã đi tới, ngồi xuống xích đu đẩy mạnh, cười trộm. Ngưu Hữu Đạo bị lắc lư kịch liệt mở mắt tỉnh lại, chậm chạp nói: "Bướng bỉnh, câu này nghe như đang giày con nít." Quản Phương nghi trợn trắng mắt đung đưa xích đu, nói: "Bên lão bát ở Kim Châu gửi thư đến." Ngưu Hữu Đạo hỏi: "Người Kim Châu đã rút?" Quản Phương nghi khẽ ừ. Vạn Động Thiên phủ kêu lão bát truyền lời đòi Tiêu Thiên trấn, nhưng Hải Như Nguyệt ám thị lão bát đừng trả Tiêu Thiên trấn về. Ngưu Hữu Đạo hỏi: "Thế là sao?" Quản Phương nghi nói: "Vạn Động Thiên phủ đã giam lỏng Hải Như Nguyệt" nàng ta khó khăn lắm mới gặp mặt lão bát cho một ám thị. Vạn động thiên phủ khống chế hải như nguyệt, buộc nàng ra lệnh điều chỉnh người trong quân chính, xem ý của vạn động thiên phủ hình như muốn từ bỏ tiêu ra, thanh tẩy thế lực thế tục Kim Châu đổi đám người khác chấp trường. Không biết vạn động thiên phủ làm rầm rộ như vậy là có ý gì? Quản phương nghi không hiểu nhưng như hữu đạo thì biết, vạn động thiên phủ sẽ không mãi mãi bị người kiềm chế, chắc chắn muốn hủy chứng cứ. Hải như nguyệt không hy vọng bên họ đưa tiêu thiên chấn về vào lúc này. Tiêu Thiên Trấn không về thì Hải Như Nguyệt còn đường sống, khi y trở lại là hai mẫu tử đều phải chết. Nghiêu Hữu Đạo thản nhiên nói, trả lời với bên vạn động thiên phủ là làm theo giao hẹn, chờ vương gia hoàn toàn khống chế Nam Châu thì mới đưa Tiêu Thiên Trấn về. Quản phương nghi khẽ ừ, lấy làm lạ là hỏi, nếu vạn động thiên phủ muốn thanh trừ thế lực của Tiêu Gia thì tại sao sốt ruột đòi Tiêu Thiên Trấn? Không cần Tiêu Gia thì Tiêu Thiên Trấn có trở về hay không có gì quan trọng? Nghiêu Hữu Đạo nói trái lương tâm quỷ biết bọn họ mưu mô cái gì ánh mắt quản phương nghi nghi ngờ nhìn như hữu đạo tình nghi hắn không nói thật quản phương nghi cảm giác trên người tiêu thiên trấn có vấn đề gì nếu không thì tại sao một mình y có thể buộc vạn động thiên phủ gánh phiêu lưu lớn như vậy cộng thêm hành vi của vạn động thiên phủ rất lạ tuy nghi ngờ nhưng quản phương nghi đi theo nghiêu hữu đạo đã lâu biết hắn không muốn nói có hỏi cũng vô ích quản phương nghi đổi đề tài hớn hở hỏi nghe nói hiện giờ phủ thành nam châu rất náo nhiệt sứ thần các nước thế lực các phương đều phái người đến chúc mừng vương gia cao thăng. Chắc phương gia rất nhanh sẽ khống chế được Nam Châu, có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị vào chú trong Nam Châu? Thời gian ở trong núi tuy nhàn nhã yên ả nhưng quản phương nghi không phải loại người chịu được cuộc sống trong núi rừng, bà thích thế giới phồn hoa nhiều màu hơn. Tưởng tượng cũng biết phủ thành Nam Châu phồn hoa hơn nơi quê mùa như thanh sơn quật, quản phương nghi đã dục dịch từ lâu. Như hữu đạo nằm, nghiêng đầu nửa cười nửa không nhìn quản phương nghi. Quản phương nghi dơ quạt tròn che mặt, làm duyên làm dáng nói: "Chưa thấy mỹ nữ sao?" Như Hữu Đạo cười trêu, "Đã thấy mỹ nữ nhưng chưa gặp đẹp kiểu này." Quản Phương Nghi cười phá lên, "Ha ha ha, nhưng liếc thấy ánh mắt khét bỏ của Viên Cương thì bà không cười nổi, hắn giọng lầm bẩm cái gì đó, chắc là nói xấu y." Tiếp xúc một đoạn thời gian làm Quản Phương Nghi phải thừa nhận Viên Cương rất có sức hấp dẫn với mình, bà từng cố ý cho y cơ hội ai ngờ y không hiểu phong tình, cứng rắn nói bà là nữ nhân già. Một câu tổn thương Quản Phương Nghi sâu sắc từ nay gai mắt phiên cương. Không chỉ riêng quản phương nghi gai mắt phiên cương, y cũng không thích bà. Hai tay chống tay vịn nghiêu hữu đạo đứng dậy khỏi ghế nằm, chắp tay sau lưng chậm gì đi tới mép núi nhìn núi xa, hắn chậm rãi nói. Việc thượng bình thành bộc lộ ra một vấn đề, năng lực đối ứng nguy cấp của chúng ta quá kém. Quản phương nghi đi theo hắn, hỏi, vậy thì sao, nghiêu hữu đạo nói, tất nhiên là phải lấy thừa bù thiếu. Quản phương nghi hỏi, bù thế nào, nghiêu hữu đạo quay đầu cười tươi với bà. Gặp chuyện bôn ba đường dài thật rắc rối, chúng ta có nên kiếm mấy tỏa kỵ bay nuôi phòng hờ. Quản Phương Nghi kinh ngạc nói, tỏa kỵ bay, còn vài con, Quản Phương Nghi bản năng lùi một bước cách nghiêu hữu đạo xa chút, cảnh giác nói. Ta nói cho người biết, ta không có tiền, người đừng nhìn ta. Nghiêu hữu đạo hết cảm hướng viên phương đung đưa hai tay áo dưới chân núi. Bà và Lão Hùng đúng là tuyệt phối, yên tâm, không để bà ra tiền, có hứng thú theo ta đi tống quốc một chuyến không? ước chừng vạn thú môn không thiếu thứ này nếu tiếp xúc một chút không chừng người ta sẽ tặng mấy con cho chúng ta tặng mấy con cho ngươi mơ đẹp quá tưởng thứ này là cải trắng sao quản phương nghi nói một nửa thì ngây người chợt nhớ điều gì vụt ngoái đầu nhìn hướng bồn mẫu đơn đen đặt bên cạnh nhà gỗ biểu tình quản phương nghi nghiêm túc quay đầu lại trầm giọng nói ta nói này chắc không phải đạo gia muốn tìm họ chiều kia chứ ta nói cho ngươi biết họ chiều nguy hiểm còn hơn thiên ngọc môn chúng ta không chọc vào hắn nổi Nam xưa chạy thoát khỏi tề quốc hắc mẫu đơn bị thương nặng chết trên thuyền quản phương nghi nghe tận tai đối thoại giữa nghiêu hữu đạo và đoạn hổ nghiêu hữu đạo hỏi năm xưa người từng lăng nhục hắc mẫu đơn là ai đoạn hổ trả lời đó là đại nhân vật họ triều của vạn thú môn giờ nghiêu hữu đạo đột nhiên nhắc tới muốn đi vạn thú môn trong tống quốc khiến quản phương nghi liên tưởng ngay không cảnh giác không được nghiêu hữu đạo nói bà suy nghĩ nhiều muốn kiếm chuyện cũng không phải lúc này chẳng lẽ ta đâm đầu vào tìm chết sao mục đích là kiếm tỏa kỵ bay, không có ý khác. Quản phương nghi nghi ngờ hỏi, thật không, như hữu đạo chốt câu, thật, bà có đi không? Quản phương nghi từ chối với thái độ kiên quyết, không đi, chớp mắt qua nửa năm, nhà tranh Sơn Trang, thương thục thanh mặc áo choàng màu tím đứng trên lầu các Sơn Trang nhìn phương xa. Qua hơn nửa năm thanh tẩy chỉnh đốn quyền lớn thế tục Nam Châu đã hoàn toàn nằm trong tay thương chiêu tông, nhưng như hữu đạo vẫn mất tích, chỉ ngẫu nhiên liên lạc qua thư, có vẻ hắn không định lộ mặt bên cạnh thương chiêu tông, nên thương thục thanh về đây xem thử. chương 648, người đã mang thai 3 tháng 1. Ba phái canh dư ở đây nói nhiều hữu đạo chưa từng trở về, bọn họ luôn đợi hắn tại đây, chờ mòn mỏi. Trong nhà gỗ, nhiều hữu đạo ngâm mình trong thùng tắm nóng. Có người gõ cửa rồi trực tiếp đẩy cửa vào, đó là viên cương. Nhiều hữu đạo nheo mắt lạnh nhạt hỏi, vạn động thiên phủ đã nhận được người, bên hắn làm theo lời hứa đưa tiêu thiên chấn về viên cương khẽ ừ giọng nặng nề nói đạo gia nên biết một khi hắn trở lại thì hai mẫu tử không có đường sống như hữu đạo nói ngươi cũng nên biết có một số việc ta không được lựa chọn chỉ có thể lo một đầu có một số người phải biến mất vạn động thiên phủ không giết họ thì ta cũng sẽ làm ta không phải chính nhân quân tử gì ngươi nói mấy chuyện đó với ta không ý nghĩa gì được rồi chuẩn bị dọn dẹp đi đợi lão bát từ bên kim châu về là chúng ta lên đường viên cương hỏi đạo gia không sợ vạn động thiên phủ ngược lại cầm tiêu thiên trần uy hiếp nghiêu hữu đạo mở mắt ra lườm viên cương vạn động thiên phủ nhà lớn sự nghiệp lớn người cảm thấy họ sẽ cực mạng sống nhà mình ra liều mạng với ta sao hắn đoán vị này nói làm nhảm nãy giờ là vì trong lòng không nỡ nhẫn tâm quả nhiên viên cương nói đạo gia không thể nghĩ ra cách gì sao huống chi nắm điểm yếu này thì chỗ yếu của vạn động thiên phủ luôn ở trên tay đạo gia nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại hầu tử người lăn lộn trên đường này nhiều năm trong lòng nên rõ ràng đạo lý. Thực lực cách biệt xa thì không có tư cách nuốt lời, nếu không vạn động thiên phủ sẽ không bao giờ tin tưởng ta nữa. Ta không dám lộ mặt trước thiên ngọc môn, nếu chọc giận cả vạn động thiên phủ thì tình cảnh sau này càng khó khăn. Ngưu Hữu đạo khẽ thở dài, hầu tử, nhãi danh kia cũng không phải thứ tốt lành gì, sớm muộn gì sẽ lấy oán trả ơn trở mặt với mẫu thân mình. Hải như Nguyệt không chịu ủy quyền, mẫu tử rồi sẽ tàn sát nhau, ta không cứu họ được, không ai giúp được họ. Người phải hiểu rằng một Kim Châu hỗn loạn không có lợi cho Nam Châu. Phủ thành Kim Châu, mấy chục tu sĩ hộ tống một chiếc xe ngựa vào thành. Đoàn người ngừng lại trước ô cửa lớn phủ thứ sử, màn xe vén lên, Tiêu Thiên Trấn chui ra. Hải Như Nguyệt chờ ở cửa thấy thế phát ra tiếng reo vui buồn lẫn lộn. Trấn Nhi, Lê Vô Hoa đứng một bên yên lặng nhìn Hải Như Nguyệt kéo váy chạy xuống bậc thang, không ngăn bà lại. Trước đó họ giam lỏng Hải Như Nguyệt, không cho phép bước ra ngoài cửa một bước quản gia chu thuận lá trã rơi lệ biểu tình đau khổ lắc đầu tiêu thiên trấn xuống xe lễ phép hành lễ mẫu thân hải như nguyệt bất chấp tất cả ôm lấy nhi tử nhìn như nhớ nhi tử mà vui muốn khóc thật ra nói nhỏ vào tai nhi tử không nên trở về người thật sự không nên về tiêu thiên trấn không hiểu ẩn ý trong câu nói vì y không biết sự thật mình lành bệnh tiêu thiên trấn ngước đầu nhìn hải như nguyệt mắt lóe qua tiêu oán hận vơi bất lòng nhớ nhung rồi hải như nguyệt nắm tay nhi tử bước lên bậc thang chợt một vật xé gió bay hướng Lê Vô Hoa đứng trên bậc thang. Lê Vô Hoa giơ tay đẩy, vật bay tới lơ lửng dưới mái hiên, nhìn kỹ thì là một tấm lệnh bài. Nhìn rõ tấm lệnh bài này Lê Vô Hoa mặt biến sắc, năm ngón chộp vào tay, ống tay áo rộng phủ xuống giấu đi. Lê Vô Hoa liếc nhanh nóc nhà đối diện đường cái nơi bắn lệnh bài qua. Đám người quay đầu nhìn, mẫu tử hải như nguyệt đứng trên bậc thang quay qua xem. Hai người đứng trên nóc nhà, một lão già mặc đồ sộc sịch, không bới búi tóc xám trắng mà để xóa sau lưng, tùy tiện cột lại bằng giải lụa. Một người trẻ tuổi khuôn mặt điển trai để kiểu tóc tương tự, áo trắng như tuyết, da trắng nón, biểu tình hờ hững ung dung, phiêu giật tiêu sái, lưng cóng giỏ tre. Hai người từ nóc nhà bay tới đáp xuống không xa rồi từ từ lại gần. Thủ vệ tiến lên ngăn lại, quát hỏi, người nào, hai người dừng bước, lão nhân mặt cứng nhắc rõ ràng mang mặt nạ phớt lờ thủ vệ, nhìn chằm chằm lê vô hoa, giọng điệu âm trầm hỏi. Người muốn ngăn ta lại, yết hầu lê vô hoa lên xuống, sau cùng chậm rãi giơ tay ra hiệu cho thủ vệ. Đám thủ vệ giặt sang hai bên cho đi, một già một trẻ song song đi tới dưới bậc thang, thanh niên đứng lại, lão nhân leo lên thẳng hướng mẫu tử hải như nguyệt. Tình hình kỳ lạ khiến mẫu tử hơi căng thẳng, thấy rõ Lê Vô Hoa e ngại người này, bà vội bước xuống bậc thang trốn vào mái hiên. Hải như nguyệt hỏi Lê Vô Hoa, đó là ai? Lê Vô Hoa không trả lời, nhìn chằm chằm lão nhân đi lên bậc thang. Lão nhân vẫn đến gần mẫu tử đứng dưới mái hiên. Cuối cùng Lê Vô Hoa lắc người tiến lên ngăn giữa lão nhân và hai mẫu tử. Lê Vô Hoa chắp tay hỏi, không biết tôn giá có gì phải làm. Lão nhân âm trầm hỏi lại, ngươi muốn ngăn cản ta. Lê Vô Hoa nói, đây không phải nơi cho ai cũng tự tiện xông vào, tôn giá rốt cuộc là ai. Lão nhân nói, ta là ai không quan trọng, ngươi biết tấm lệnh bài đó là đủ rồi. Hình như ngươi là trưởng lão gì đó của vạn động thiên phủ. Ngươi không đến nỗi không nhận biết lệnh bài trưởng môn thanh nguyên tử đi đệ tử vạn động thiên phủ đứng bên cạnh ngạc nhiên thanh nguyên tử là trưởng môn đời trước của vạn động thiên phủ đã quy tiên chẳng phải lệnh bài trưởng môn ở trong tay trưởng môn đương nhiệm sao lão già này nói thế là sao đệ tử vạn động thiên phủ hoang mang lê vô hoa nhìn phản ứng đệ tử đồng môn bọn họ không biết nhưng ông biết trưởng môn đương nhiệm cầm tấm lệnh bài là chế tạo sau lưng lệnh bài cũng dính dáng đến một đoạn bí ẩn tặng người hoặc nên nói là bị người ta đòi đi vì chuyện này liên quan mặt mũi của vạn động thiên phủ nên trừ cao tầng ra không cho ai biết. Lê Vô Hoa giả ngu, ta không hiểu tôn giá nói gì. Lão nhân nói, ý của ngươi là vạn động thiên phủ không giữ lời, muốn hủy lời hứa. Lê Vô Hoa vội nói, vạn động thiên phủ ta là danh môn chính phái, tự nhiên nói ra phải thực hiện, nhưng ta cần xác nhận thân phận của tôn giá và ý đổ đến, tôn giá nói xem có đúng không. Lão nhân ngước đầu chỉ hướng tiêu thiên chấn, hỏi, hắn là thứ sử Kim Châu, tiêu thiên chấn. Tiêu Thiên Trấn hơi sợ, sao cứ thấy mục tiêu của khách lạ là mình. Hải Như Nguyệt bản năng siết chặt tay nhi tử, bà chưa từng thấy Lê Vô Hoa rẻ rặt với người ngoài như vậy. Lê Vô Hoa ngoái đầu liếc Tiêu Thiên Trấn một cái rồi quay lại, gật đầu nói. Đúng vậy, lão nhân hỏi, nghe nói đệ tử của ta chỉ thiên âm tổn mạch của hắn, có chuyện này không? Một câu làm những người biết chuyện giật nảy mình, hay nói đệ tử quỷ y chữa bệnh trầm ca cho thiếu chủ, không lẽ lão nhân này là quỷ y hình phương trong truyền thuyết? Lê Vô Hoa thầm kêu khổ, thật sự là lão quái vật kia đến. Lúc thấy tấm lệnh bài là Lê Vô Hoa đã đoán ra thân phận của đối phương nhưng không dám xác nhận, ông không thể hỏi đối phương có phải là quỷ y trong khi người ta chưa tự thừa nhận thân phận, giờ đã xác nhận gần 10 mươi. Lúc trước vạn động thiên phủ bị hải như nguyệt che mắt, sự thật là đệ tử quỷ y chữa cho tiêu thiên chấn, nhưng ai ngờ là nghiêu hữu đạo dở trò sau lưng. Không ngờ làm giả thành thật, lời đồn hấp dẫn quỷ y thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm cũng không thấy người đến đây. Đối phương hỏi làm Lê Vô Hoa khó trả lời, thừa nhận. Nhưng không có chuyện đó, qua mắt ai đều được chứ không thể qua mắt quỷ y. Không thừa nhận, nhưng Lê Vô Hoa không dám nói ra sự thật, không thể nói là trộm xích dương chu quả của băng tuyết các chữa lành bệnh đi. Lê Vô Hoa đành nói khéo, lời đồn, không có chuyện đó. Lão nhân âm trầm nói, người tránh ra, ta chỉ muốn bắt mạch cho hắn. Mặt Lê Vô Hoa khó xử, sợ đối phương sằng bậy nhưng không dám ngăn lại. Nếu đúng là quỷ y, chọc giận lão thì nguyên vạn động thiên phủ không gánh nổi trách nhiệm. Lão nhân mặc kệ Lê Vô Hoa có đồng ý hay không, giơ tay đẩy ông ra, tiếp tục leo lên bậc thang. Mẫu tử hải như nguyệt sợ hãi thụt lùi từng bước, chương 649, người đã mang thai 3 tháng 2. Lê Vô Hoa và đám đệ tử vạn động thiên phủ xuống lại cảnh giác theo dõi lão nhân. Mẫu tử hải như nguyệt lùi đến không còn đường, bị bức tường cạnh cửa chặn đường. Khi hai người khựng lại thì lão nhân đã chộp lấy cổ tay Tiêu Thiên Trấn, mấy ngón tay đặt lên mạch đập. Yên lặng một lúc rồi lão nhân rời tay khỏi mạch đập của Tiêu Thiên Trấn, bóp miệng ghi ra nhìn, sau đó lật mí mắt lên xem. Lão nhân buông tay xuống lại bắt lấy cổ tay Tiêu Thiên Trấn kéo đi. Lê Vô Hoa giơ tay cản lại, "Tôn giả làm vậy là sao?" Lão nhân âm trầm nói, "Vạn động thiên phủ nợ ta một mạng, giờ ta đến tính sổ. Trả lệnh bài lại cho các ngươi." Ta mang tiểu tử này đi, từ nay với vạn động thiên phủ các ngươi không ai nợ ai." Tránh ra, mặt Lê Vô Hoa nghiêm túc nói, "Ta không tự quyết định chuyện này được, chờ ta báo cáo với sư môn rồi mới quyết định." Lão nhân nói, "Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì ta." Ta lặp lại lần nữa, "Tránh ra, sẽ không nói lần thứ ba." Cơ mặt Lê Vô Hoa co giật, thấy Lê Vô Hoa không dám cứng rắn cản người, Tiêu Thiên chấn căng thẳng cầu cứu Hải Như Nguyệt. "Mẫu thân, Hải Như Nguyệt tiến lên cầu xin." lão tiên sinh ta chỉ có một nhi tử xin ngài hãy tha cho nhi tử của ta lão tiên sinh cứ nêu điều kiện gì cũng được miễn ta có thể làm thì nhất định sẽ thỏa mãn ngài lão nhân quay đầu nhìn mặt hải như nguyệt quan sát một lúc rồi bảo nhi tử của ngươi trong bụng của ngươi còn có một nhi tử mọi người nghe ù ù cạc cạc hải như nguyệt thì tim đập chân run vội nói lão tiên sinh nói đùa nhi tử của ta là thứ sử kim châu không thể dễ dàng đi theo người xin lão tiên sinh đổi điều kiện khác lão nhân nói lão phu có chút năng lực nhìn ra ngươi đã mang thai ba tháng là nam thai nhi bình thường sinh ra rồi đổi người làm thứ xử gì đó là được nếu không sinh được nhi tử thì ta sẽ trả nhi tử này lại cho ngươi một câu làm mặt hải như nguyệt hoảng loạn bốn phía liếc trộm lê vô hoa thì giật mình nhìn hải như nguyệt biểu tình thay đổi liên tục tiêu thiên trấn kinh kêu mẫu thân lão nhân cứ thế kéo tiêu thiên trấn đi không ai ngăn cản mọi người chờ lê vô hoa ông thì nhìn hải như nguyệt bà muốn sông hướng nhi tử nhưng bị ông ấn chặt vai chộp cổ tay bắt mạch hơi thăm dò mạch đập đúng như lão nhân nói hải như nguyệt thật sự có bầu mặt lê vô hoa đen thui chu thuận lao xuống bậc thang cướp người thiếu ra